không đai còn màu đen này mấy chị, không đai SML còn đúng 1 ri luôn. Ngân hàng Techcombank, Techcombank nha em. Trời ơi má ơi, màu đen còn SML không đai này, nãy sale có 159.000 nè, không đai SML. Cái này comment nhá, không em ơi, làm gì có ôm lô, hàng này làm gì có ôm lô nữa em. Hàng này mà ôm lô là cháy nhà luôn, nó ôm lô 9x 10x 1xx không à. Này để xả thôi, không có nhiều mọi người ơi, hàng em chỉ xả cho khách lẻ thôi chứ em không có để ôm lô nữa nha. Rồi cái này ghi giùm em nha, hàng ôm lô là hàng xưởng đợt trước, còn hàng này làm sao mà ôm lô nổi. Hàng này mắc lắm, cái áo lấy vô đó là 9x rồi á hả, cái quần lấy vô đã 14x 15x rồi để lôi mọi người sao. Em bán hàng cao cấp không có ôm lô đâu nha mọi người. Rồi cái này ghi giùm em nha, comment giúp em, comment giúp em là 159.000 S, M và L luôn. Với cái hàng này lấy vô đã 1x hết rồi, có ôm lô được mọi người ơi, không ôm lô được luôn nha. Cái này là chủ đơ đấy, cái này là không thể nào ôm lô được luôn đó mọi người. Này ôm lô là bán nhà luôn, ôm lô xong là thấy em đi ra bán nhà luôn á. Nhiều bạn hỏi á, trời ơi, mấy cái đồ chị Lai nó có lô 3x giống như hồi xưa không? Đơ. Mọi người làm như lấy đồ Quảng Châu rẻ lắm, mọi người hỏi lô em 3x. Mèo Lucky lên địa chỉ, còn 15 size S cho mèo Lucky lên địa chỉ. Còn 160 á. Rồi cái này ghi giùm em nha. Áo này em xả có 150 thôi. Này em xả có 150 thôi mấy chị, ghi cho em là áo sọc. Cái này là ở ngoài là len nha mọi người nhá, ở ngoài là len, ở trong là cái áo sơ mi á. Rồi xe cho mọi người 150, cái này hàng 220 nè. 150 áo em mặc còn cái màu cam nè mấy chị ơi. Mèo Lucky lên địa chỉ giùm em. Lên địa chỉ đi mấy chị ơi. Áo mặc 89.000 còn một cam. Áo cam á mọi người. Comment giúp em là áo cam nhé, chia sẻ lại cho mấy bà ơi. Cái bà đi đâu hết rồi nè. Ý, đây đây đây. Em chuyển rồi á chị. 200. Ok mèo Lucky nhá, ok bà Quỳnh Như luôn. Rồi cái này nè, cái bà Phương đó đâu rồi? Ba món màu đen này, nãy lọt trong hàng xả. Co set thôi, 180 ba món đen. Quần dài luôn, co set duy nhất. Lọt trong hàng xả, có một set duy nhất, có lấy thì chốt nè. Cái ngày nào cũng mỗi set ba món đen không kiếm thấy đâu. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nhá, ba món đen 180. Rồi cái này ghi giùm em nhá, cái đó không ai lấy để lại chị mặc em. Rồi cái này comment giúp em, 99.000 màu nâu đậm. Ghi cho em là ba món, à lộn ơi. Má like hay bị líu lưỡi ấy tao ơi. Rồi cái này ghi giùm em nha, mã này comment giúp em. Nâu đậm 100.000 luôn, ghi cho em là nâu đậm 100. Sẽ 99 cho Rumi Summer rồi hết. Rồi áo len hàng tao bao này mọi người. Áo len 215.000. Này em còn 3 màu hết luôn. Áo len hàng tao bao nhé. Cùng so sánh với hàng rẻ, nơ này là gài riêng ra được cho mọi người. Màu xanh, màu đen với lại là màu trắng, 210.000 tiền nào của đó nha. Trên váy chỉ mang có size SML và có 2 màu. Em hết nâu đậm luôn. Đây nha mọi người, 215.000. Cái này là 280, sale 215.000. Trên váy cho chị mượn cái nâu đậm đi. Đây này, áo len rồi. Cái áo này mà mặc với cái chân váy này cũng đẹp xỉu luôn đó mọi người. Ở đây bo nữa nè. Đó, cái áo này mà mặc với cái chân váy này là đúng bài luôn. Chân váy sale có 135.000 thôi. Hàng tao bao nha mọi người nhá. SML, SML kèm size dùm em. Cái chân váy này phải kèm size nhá mọi người. Nó có size ấy, kèm size dùm em. Trên váy là có 3 size rồi. Áo giùm em 215 nha mọi người nhé. Áo 215. Áo đen còn có cái sale 50.000 luôn đi. Hết rồi. Ghi giùm em là áo. Giờ tuyển nhân viên nó đang muốn đuổi bớt đây mấy chị. Thử hỏi tuyển nhân viên nó đang muốn đuổi bớt đây. Mấy chị cũng thấy em bán ế hả? Mùa này là muốn đuổi bớt đi chứ tuyển chị thêm nổi. Rồi cái này ghi giùm em nha. Comment giúp em. 80. À lộn, 50. 50 áo như Thúy. Bán thì ngày cho được 1.000 cái. Thì nhân viên ám gì trời. Rồi cái này ghi giùm em nha. Hôm trước
bán ngày 3-4 nghìn cái, còn không tuyển giờ bán ngày được có 1 nghìn cái, tuyển gì nữa má. Vài 300 đơn thì cần gì tuyển thêm. Mà tuyển thêm vô nhiều người á, không có làm gì hết á. Rồi ai lấy thì ghi giùm em, cái này hả? Ui áo này lúc này còn có cái trắng này 95.000, hàng tao bao á mọi người, cái này hàng tao bao nha. Còn một cái trắng 95.000. Ghi cho em là trắng 95. Trắng 95.000 nha mấy chị. Rồi set tao bao còn có 2 set, xe cho mấy chị 170 luôn, hết rồi. Set tao bao nha, em vừa mặc hôm qua xong luôn á. Set tao bao 170, cái này hàng siêu cao cấp nha mọi người nha. Ghi cho em là set tao bao 170.000. Cái này là siêu siêu của xịn luôn. Đây, không phải vải thun đâu nha mấy chị nha, không phải vải thun. Nó là vải của tao bao, rất là xịn luôn. Rồi ghi cho em nhá, set giùm em. Comment giúp em là set áo đầu lai lúc nãy em mặc còn cái màu xanh nè. Đó, áo thì cũng cột vô cái, cứ cột vô hàng tè le không à. Rồi cái này áo đầu lai mọi người, còn một cái đen với một cái xanh. Nãy đầu lai quá trời người comment hai màu này mà không có, 79.000. Còn hai cái nha mọi người nhá. Bùi Thanh Loan lên địa chỉ đây nha mọi người. Set nào? Vừa lai set gì vậy? Set đó sale 170 em ơi. Set đó hàng tao bao á, 235 sale còn 170. Này áo đầu lai em mặc có mọi người, đen cho Lucky, xanh cho Quốc Thị. Ai có 79.000 nè. Để như cho luôn á. Rồi set 85.000 màu xanh. 85.000 màu xanh. Cái đó là áo tay dài đó mấy má, chả áo tay gì. Là trời. Rồi cái này set 85.000 màu xanh. Cái này set bạn nào mặc đi tập gym siêu đẹp luôn. Xanh 85.000. Áo jean em còn cái duy nhất. Này này xả bao nhiêu cái mẻ rồi. Xe 160. Ghi dùm em nha. Cái này là 195. Hôm bữa vừa xe xong. Jean 160 dùm em nha. Ghi dùm em là jean 160. Áo tay dài em nhiều lắm. Áo tay dài em nhiều lắm. Xanh 85 cho thiên thương. Áo tay dài là siêu nhiều luôn á. Rồi jean 160, hàng cao cấp nha mọi người nhá. Quắc jean 160. Rồi má ơi, cái này là phải comment nhanh này. Áo len tay dài, cái này là len tao bao luôn. Len xả 95.000. Cái này là phong. Rồi má ơi, áo len này mà mặc cái chân váy em đang mặc ha. Rồi len trắng vào cái. Ai lấy len trắng thì ghi dùm em là len trắng nha. Xả bao nhiêu cái mẹ nó 95. Cái này là len nha mấy thím. Trời ơi má ơi. Nè. Rồi đi giùm em nhá. Còn set 3 món. Rồi vừa bây giờ đâu rồi cái set 3 món đâu rồi. Khách chán nhỉ. Rồi cái này ghi giùm em nha. Áo len 95.000, len cao cấp 95.000. Màu trắng. Set 50.000 mặc ở nhà. Len trắng như Rumi Summer. Áo bạn đang mặc đang có màu gì? Đây nè. Chân váy 54kg lấy dùng dung size M nha mọi người. Chân váy của Dung là có đồ co giãn hàng tao bao á. Nè, set 3 món tay dài. Set này không đẹp á. Cầm set đổi lên đầu em luôn. Set này hàng siêu mắc luôn á. Rồi set tặng 180. Rồi set 50.000. Ý cho em là set 50. Cái này là cái quần nha mấy má, chứ không phải là cái chân váy đâu. Set shop á, 50.000. Cái này form dạng baby doll đó nha. 50. Rồi đầm body dùm em. 65. Xe bằng cái áo luôn á. Set 50 cho Hồng Nguyễn. Body 65. Chân váy xe 135 có hai màu. Em nói rồi, cái chân váy này mọi người đừng có bao giờ mà không bỏ trong cái tủ. Em chưa bao giờ kêu mấy chị là mua cái chân váy nào như cái là cái chân váy này. Em nói thật, em nói hơi dơ một tí xíu, chân váy này mặc 3 ngày em chưa muốn thay cho mọi người. Tại vì nó mặc với áo thun, áo sơ mi gì cũng đẹp hết á. Không có sai chị ơi, cái đó hàng len. Cái đó hàng len không có sai. Nên là mọi người á, nên mua một cái chân váy này bỏ trong tủ. Rất là cần luôn. Em nói cần nhiều lắm chứ không phải là cần một lần đâu mọi người. Cần rất là nhiều lần, dây kéo ở bên hông. Quần của nó ở đằng trong mọi người thấy cái quần xịn sò không? SML. Ghi giùm em nhá. Kèm màu và kèm size có 135.000, 185 mà sale còn 135. Set 3 món cho thiên thương. Lấy màu đen là cái gì ta? Ủa chân váy là phải kèm màu, kèm size nha.
Em cho mọi người nhìn màu đen size M cho boxing nè. Tôi thề mấy bà cầm cái chân váy này, em sợ mấy chị cầm cái chân váy này mấy chị xỉu quá. Nó nặng gần cả 1 kg lận nè. Nó không phải vải kaki đâu mấy chị, cũng không phải là vải của cái quần jean đâu, mà vải giống như vải bố nhung á, đẹp lắm. Cái vải ngoài đẹp lắm mọi người, cầm lên là mê luôn á. Trời ơi, không đẹp không lấy tiền. Nói đơn giản vậy đó. Rồi áo len chân váy đen em mời Nguyệt Nguyễn lên địa chỉ. Mọi người có quyền kiểm tra hàng trước lúc nhận, mà không xịn thì cứ trả lại cho em. Ôi, bán hàng mà bao cổ đó là mấy chị phải biết tự tin rằng là chân váy nó phải đẹp cỡ nào rồi đó mọi người, thì mới dám bao cho mấy chị cổ đó luôn á. Mà trong tủ nên có 2 cái, mặc rất là đẹp luôn, mặc với cái gì cũng đẹp hết. Dễ thương không? Má ơi đẹp. Nguyệt Nguyễn lên địa chỉ giùm em nè. Rồi áo len 95.000 màu xanh. Má, cái màu xanh thần thoại. Cái này là form mà siêu đẹp nhá. Rồi len xanh 95.000. Ghi cho em là len xanh 95. Len xanh 95.000 giúp em nhá. Ai lấy len xanh, bé Tư len xanh. Len xanh giờ còn không em? Thí Kiều, Nguyệt Nguyễn là chân váy đen M, len trắng còn không? Rồi còn một cái len đen này. Cái len này là hàng 175 á. Rút ra luôn đi em. Len xanh cho Huế Rumi Sum M. Rồi còn một cái đen. Còn xanh không? Mấy cái xanh đó nhìn dùm chị cái đi. Ôi em xả một nửa tiền, hèn gì mấy chị lấy nhiều vậy. Sao không bữa em bán 175 mấy chị không mua cái chị. Len xanh cho Mai Biên. Rồi em còn một đen với một sáng nữa là hết. Chân váy Dung Xeo có 135 mà, hàng cao cấp. Hôm nay là ngày xả kho mà mấy chị, nên là mua hàng là được tất cả, được hàng sẽ. Còn một cái trắng này, hết rồi, cái này tới 175 lần. Hàng này em bán từ năm ngoái chứ bây giờ nó còn tồn trong kho còn ít nên em xả luôn á. 95.000 màu trắng. Trắng dân ly ly. Trắng, ê còn cái màu nâu đúng không? Nâu này. Cái này là len nha, len hàng loại 1 á. Len cho Cao Yển Nhi, Cao Na Yển Nhi. Xám, xám lông chuột. Cái cổ vuông đây nhìn cái ngực rất là bự luôn. Cái áo này đặc biệt mặc lên tôn cái ngực lắm luôn đó mọi người. Rồi cái này là đen. Rồi cái này là xám, nâu với trắng. Nâu với trắng còn vài ba cái thì là hết rồi. Nâu với trắng. Hết nâu hả? Rồi vậy là còn có cái nâu duy nhất thôi mấy chị. Còn có cái nâu duy nhất thôi. Ai lấy nâu thì ghi giùm em là nâu nhá. Má ơi, len nó gọi là mịn tơ luôn đó mọi người. Nó mịn y như tơ luôn á. Này, nó mịn kinh khủng luôn. Xám lông chuột và đen. Len nâu cho trăm mon. Rồi lấy cái là tiếc đó mọi người. Ok Lily, màu đen. Nó màu xám lông chuột đẹp quá ha. Hết nâu rồi. Tôi chỉ cái màu xám lông chuột đây. Màu xám lông chuột đẹp. Em trừ cái màu đen với lại màu trắng rồi. Bữa ai thấy em mặc cái quần jean rồi là biết này. Đó, cái màu xám lông chuột đẹp xuất sắc cho mọi người. Cái này là len mà dạng len mịn luôn, len tao bao mà. Bởi biết là len Việt Nam nó cũng chưa có máy dệt, nó chỉ là hàng nhập, mà hàng nhập nó mắc lắm. Có mấy chục nghìn cái này rẻ bằng áo thun luôn đó mọi người. Len này nên bỏ trong tủ một cái. Đó là nói chân tình luôn. Không nói dốc luôn á. Bán mấy chục nghìn nói dốc chi cho nó mất danh dự. Nên bỏ trong tủ một cái. Thiệt. Còn lắm luôn đó mọi người. Rồi set 65.000. Em ship thành phố Hồ Chí Minh bình thường lâu lắm rồi. Xám cho Giang Kim Lý. Áo này chất ok lắm luôn. Đã lắm. Cái đó là hot từ năm ngoái. Em còn tồn kho ít thì em mới xả 95.000 đó. Chứ năm ngoái là bán. Bán không có hàng đâu. Rồi cái này ghi dùm em nha. Comment giúp em set 50. Còn có set à? Set baby doll 50. Cái này bà nào bầu cũng mặc được luôn. Set baby doll 50. Cái này hàng bị bom về á. Theo luôn 50.000. Rồi chị áo len này dưới. Đây em mặc cái áo này với lại cái chân váy cho chị coi. Dài chưa? Ai mặc lúc này còn cái ai lấy thì chốt luôn nha.
len còn trắng không? Còn set 50 cho mèo Lucky. Len còn màu trắng hả em? Cho chị cái áo len màu trắng thôi. Còn quần ngố không chị? Chả biết cái quần ngố màu đen nó nằm ở đâu luôn mà lấy ra mà like này. Rồi cái này áo là len trắng không còn. Rồi hai cái có 100 bao nhiêu ta? 190 à. Má gần như bằng cái rồi đó. Len trắng không còn. Rồi áo dung mặc. Nơ hàng cao cấp loại 1, nơ đá. Xe 150. Nơ đá giùm em có tay dài, tay ngắn. Tay dài là em xe 160 mà tay ngắn em xe 150 luôn nhá. Cái này hôm bữa là hàng 250 á. Tay dài với tay ngắn giùm em. Xịn ha. Comment giúp em nhá. Tay dài là 160, có lót nệm ở trên vai nha mọi người nhá. Xe mọi người 150, tay ngắn. Quần này em còn có cái xe 75.000, quần tắc ta mà màu nu á. Còn cái nào màu đen không? Quần tắc ta giùm em. Thì đưa cái điện thoại. Rồi cái này ghi giùm em nha. Áo trắng nơ cho Hoa Trương Thị Thu. Cái này hàng tới 200, 250 á. Không có quần legging. Rồi quần tắc ta còn màu đen không? Quần tắc ta 75.000 sale luôn. Mặc với là cái áo em đang mặc cũng đẹp. Quần tắc ta 75.000. Còn màu đen với màu nu á. Trắng nơ tay ngắn đó nha, chứ không phải là tay dài đâu. Coi lại hàng nha. Rồi cái này ghi dùm em là màu trắng với màu đen. Trắng với đen dùm em nha mọi người. Ai lấy trắng thì chốt. Alo. Sorry. Màu nâu với màu đen. Nói bị ngáo miệng luôn rồi mọi người. Nói chứ là miệng bị ngáo luôn. Eo ơi. Set 3 món ngắn này. Chân váy á. Còn một set màu đen. Má set 3 món này em mà mặc lên chắc đánh nhau luôn đó mọi người. Thiệt á. Quần đen cho Lily. Ủa nhà 2 Lily lận á. Chốt hàng để ý nha. Hôm bữa cái con gì ở đâu á. Phương Hí ở Trắng Bom mà đi vô bỏ hàng bưng kè. Không biết gọi hả? Bỏ hàng tôi bỏ tào lao. Không Vân Bi thì ở Tít ở Hòa Bình bỏ vô bưng kè ra một niềm tin nè. Kiều Chị thì do rõ Hòa Bình mà đi vô bỏ bưng kè. Tít ở Trắng Bom ra vô bưng kè làm gì vậy? Rồi cái này ghi giùm em nha. Trên Facebook trùng nhiều lắm. Lily rồi cùng lung hết á. Bưng kè. Tao hôm qua đi ra con nào ở ta? Nó ghi ở chợ. Tao lên ở chợ nó kêu là chợ Biên Hòa. Tao lên đến tới chợ Hòa Hiệp nó kêu là chợ Biên Hòa. Ra kiểu gì? Rồi cái này ghi giùm em nhá. Trùng tên là phải gọi hết á. Comment giúp em nhá. Set 3 món 180. Ơ chứ mẹ 100 mấy ta? 170. Nói lộn. Tao nói lại. 170 cho mấy chị nha. 3 món 170. Rồi cái này ghi cho em là set. Mọi người thấy cái chân váy em mặc bị không? Nên lấy một cái chân váy đang mặc theo món bom hàng. Nằm vô danh sách bom hàng rồi nè. Heo ơi. Món ơi. Rồi set dùm em. Set dùm mặc là áo 250 xả còn 150. Chân váy xả có 135 là nguyên cả set có 285.000 đó mọi người. Mà chân váy dùm mặc là có tới 2 màu nhá. S, M, L. S là dưới 48kg, M là dưới 53 và L là dưới 60kg. Tại cái chân váy này á, nó có độ co giãn nhẹ rồi mấy chị. Nên chân váy này là hàng tao bao. Nếu mọi người nhận hàng kiểm tra hàng, chân váy này là mọi người mua lại. Nếu mà đúng phát hiện là Dung hàng xưởng, mọi người cứ trả lại. Dung đền cho mọi người gấp 10 lần tiền luôn, chứ không phải là trả tiền cho mọi người là xong đâu. Dung đền cho mọi người 10 lần tiền luôn là 1.3 triệu đó. Tại vì hàng này của nhà Dung là lên hàng tao bao 200 mấy á mọi người. Chứ không phải hàng giá rẻ đâu nha. Nhưng mọi người cầm cái chân váy này Dung bán rẻ gấp 10 lần so với giá cũ của mọi người. Gấp 2 lần so với giá cũ. Rồi set đen giùm em nhá. Set đen. Comment giúp em là set đen xe cho mọi người trên like còn 100.000. Set đen rút hai bên á. Ghi cho em là set đen. Rút hai bên nha mọi người. Cái áo này mọi người mặc cái chân váy này cũng đẹp.
Rồi set đen 100 hàng cao cấp của Quảng Châu nha. Ghi cho em là set đen nha mọi người. Đen Quảng Châu giùm em. Ghi cho em là set đen Quảng Châu. Set đen Quảng Châu, chân váy 135 thôi em ơi. Chân váy sale có 135 thôi. Ai lấy chân váy thì giùm em, kèm size và kèm màu. Chân váy có màu với có size mấy chị ơi. Này coi chân váy này, cục này là size gì này. Áo Dung mặc xem 130, chân váy có 135 mà mấy chị. Chân váy là mọi người phải kèm size, kèm màu cho Dung chứ. Ghi mũi chân váy xong Dung xem mấy chị, Dung biết rồi mấy chị lấy màu gì, size gì. Set 85.000 cao cấp, cái này cục. Chân váy là phải kèm size nhá, kèm màu nữa. Rồi cái này ghi cho em là set 85.000 cao cấp, cái này là rút thật cho mọi người nhá. 85.000 ghi cho em là set thể thao. Mọi người mua đồ có size mà mọi người comment chán vậy. Em mà nói là đồ chân váy là có size và có màu, mọi người phải đi theo size và màu giùm em chứ. Cái mũ chân váy không thèm được cái size luôn. Set thể thao cho Phương Nguyễn. Rồi áo này xả 85.000. Mệt mỏi ghê. Mệt mỏi với các em ghê. Rồi cái này ghi cho em là áo 85.000 màu đen. Áo 85 hàng qua cao cấp. 85. Hôm qua nghĩ tao nhớ là có ai à, một áo Dung mặc cho Nguyễn Phượng qua xạ cái gì ta. Chân váy xe S màu đen cho Quỳnh nha. Cái quần Dung hàng cao cấp đó mọi người, quần Dung nó có hai loại nha. Quần Dung cao cấp 130 đúng không? Quần Dung mà em mặc với cái áo sơ mi á, quần Dung này là quần Dung cao cấp 130.000 nha mọi người nha. Còn có quần à, Dung cao cấp. Cái này phải ghi quần Dung cao cấp nha. 130. Á ơi nó chói này mấy chị. Dung cao cấp 130. Có cái mặc với cái áo sơ mi Dung chụp hình nhá. Quần Dung cao cấp 130.000. 180 sale còn 130 đó. Chia sẻ lại cho em nha. Rồi set 3 món em còn một set màu đen. Trời ơi mà trời. 3 món màu đen chân váy rút đấy. Nè, sale có 150 thôi. Quất lẻ cái set này nha. 3 món 150 màu đen. Chân váy rút đó mọi người. Chia sẻ lại cho em đi mọi người ơi. Chân váy rút màu đen, quần Nhung cho Hồng Phận. Ủa Hồng Phận nhận được đơn nào chưa nàng ơi? Rồi cái này comment hủ em Dung nha. 3 món màu đen. Sale 150. 3 món đen 150. Chắc em phải mặc cái áo này chứ mà áo này đẹp lắm luôn đó mọi người. Ừ, có nhớ cái áo mà có cái dây đen lên đây cũ không? Má cái áo này là đúng đẹp luôn á. Nè. Mọi nhớ cái áo này đợt trước em mặc cái quần tây không? Áo trắng. 85.000 còn 3 cái, hàng cái này hàng của Zara chuẩn luôn. Màu nâu, màu đen với màu trắng. Mọi người có nhớ cái áo này không ta, mất công còn nó 3 cái em lười đi mặc quá. Ồ, cái áo này mà mặc với chân váy nào mặc thì khỏi phải bàn luôn á. Nè. Cái dây này là dây đây cũ mọi người. Đó. Vải là siêu đỉnh luôn. Rồi 89.000 ghi cho em là áo kèm màu. Áo này hàng vừa 140 chưa bao giờ em sale luôn á. Nó sót lại có 3 cái à. Chưa bao giờ em lên áo này hàng sale luôn. Chưa bao giờ sale luôn á mọi người. Ghi cho em là áo kèm màu nhá. Trắng nu với đen 89.000. Chưa bao giờ em like áo đó sale luôn á. Cái này hôm qua em vừa mặc đi. Hết rồi em ơi. Áo trắng cho Thì Nở, áo nâu cho Hồng Phận. Trời ơi cái này nè mọi người. Xịt cho hôm qua vừa mặc đi giao hàng xong. Đã lắm. Áo 250 ghi cho em là áo da. Còn có một cái duy nhất à. 250 áo da dùm em. Áo da thêu á mọi người. 250 ghi cho em là da thêu 250. Em ơi hot đi. Hot đi còn cái trong đôi hot đi. Hôm qua em mặc đúng cái bộ này đi luôn á. Rồi ghi giùm em nha. Áo da 250 còn có một cái. Da 250 còn có một cái duy nhất. Cái này là da thêu rồi nha mấy chị nha. Mà hàng còn sale có 250 thôi đó. Rẻ không? Da 250. Hot đi có nón. Hàng siêu cấp. Sale 130 tặng luôn. Tặng luôn một giá 130 cho máu này mấy chị.
130 hot đi hàng siêu cấp nha mọi người nhá. 130 hàng hot đi nha mọi người. Ai lấy thì ghi dùm em nhá. Áo. À, cái này không xịn á. Đập vô mặt bản mặt cho con Dung nha. 200 260 sale còn 130 hot đi hàng cao cấp với mọi người. Em mà đã sale hot đi là em giảm bao cho mấy chị toàn thị trường Việt Nam Quảng Châu tao bao luôn. Kể cả giá xỉ cũng không lấy được giá này luôn. Đó. Rồi cái này ghi dùm em nha, hot đi. Mọi người thấy chỗ nào bán rẻ hơn á, mọi người quay lại em cho 100 triệu. Ghi âm lại nha. Ghi âm lại. Trả cho 100 triệu liền luôn. Đấy, cái này em đã xả rất là lỗ rồi. Hot đi cho Mai Biên, Hạnh Nguyên. Ghi lại ghi âm của em. Ai bán rẻ mấy chị dưới, chỉ cần người ta bán 150 thôi, quay lại em cho 100 triệu luôn. Tại em lấy vô đã là 200 mấy rồi. Không phải em bán có 22x rồi. Bán 260 thôi mọi người. Rồi cái này 120 không có nón, xả luôn. 120 không có nón nha, rất bạc lắm tiêu. Màu này ghi cho em, má ơi cái áo này. Này ghi cho em là xanh. Xanh giùm em hot đi á, còn nó mấy cái em xả cho nó dọn kho luôn. Xanh giùm em nhá, 120 mũ màu có 1 cái, 2 cái mấy chị ơi. Cái gì cái cục ơn cái cả cái bọc ra. Khách người ta nhìn cái bọc cũng xịn chứ. Này mọi người, xịn không? Rồi cái này ghi dùm em nhá, đâu xanh cho Phương Linh. Chúng ta bom mấy cái này nha, bom mấy cái này em tới nhà luôn á. Xanh cho Lan Võ. Mấy cái này em sale tặng mấy chị chứ em không có lời 1.000 nào đâu. Rồi còn cái màu nâu này. Á à, hơi xịn không? Nâu. Ghi cho em là nâu, 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 nâu. Còn xanh không em? Em mới nhận hàng để nhức nách chị ơi. Rồi cái này em còn đúng một cái màu nâu. Á ơi, áo chó mấy chị. Chó, mèo, lợn, gà. Ở trong này. Trời ơi mọi người chịu nổi không? Nga Hán bom hàng, thấy thì làm gì? Đấy là chùi ạ. Kim Dung Doan. Nâu. Còn xanh không chị? Hết rồi. Em còn một cái xanh rêu duy nhất. Cái đó là màu gì? Coi còn không? Nhiều khi nó lọt ở dưới. Em còn cái xanh rêu duy nhất. Má ơi, rêu nha mọi người. Cái này đẹp quá. Này là rêu nha. Áo dung mặc sạm 150. Má ơi nhìn cái hot đi này mọi người. Rêu. Cái này comment nhanh thì có nha. Mấy cái màu xanh cũng không có đâu. Mấy màu xanh đợt dung bán hết sạch luôn rồi. Rêu cho Hạnh Nguyên được còn cái. Hai cái chứ. Cái gì cũng này. Này còn hai cái. Xanh rêu cho Mai Khai, Nguyễn Khanh. Cấu banana rồi hết. Bấm Hạnh Nguyên ra chứ nhờ. Rồi hết nha. Rồi còn cái màu đen giống cái rêu lúc nãy. Còn một cái đen. Ê cái này mấy chị mặc cặp đi mấy chị. Nói thật đó. Mua với bù mặc cặp đi. Trời ơi đi Đà Lạt, trời ơi đi đôi bốt. Trời ơi đi đôi giày thể thao. Chị đọc theo giá nào thì ấy chứ. Đừng có ghi theo giá ở dưới. Đọc giá bao nhiêu thì ở dưới ghi đi. Cái đó xe 120. Rồi cái này ghi dùm em nhá. Đen dùm em. Y chang cái xanh lúc nãy á. Nhưng mà cái này là màu đen nha mọi người nhá. Ai lấy đen thì ghi dùm em là đen 120. Má nó xịn cỡ này nè mấy chị. Đen 120 ghi cho em là đen. Đen nhá. Đó, còn hai cái màu kem này. Hãy đầu like xem màu kem đánh nhau luôn này. Còn hai cái màu kem. Trời ơi kem này. Ai lấy kem thì ghi dùm em. Đen 120 như Phạm. Rồi còn đen á. Trời ơi. Ê mặc với chân váy em đang mặc đẹp quá ha mấy chị ha. Ê thử chồng phát nha. Nó đẹp quá. Em để cái kem em mặc quá. Kem ai lấy thì chốt lẹ nha. Áo tay dài chị mặc lúc nãy còn không? Áo có cổ hả? Nó em lười mặc quá mọi người ơi. Đấy mọi người biết sao. Mặc vô tóc nó xù lắm. Mất công cười ra. Kem để chị Diễm Thúy. Gấu banana. Rồi còn cái. Rồi còn cái cho mấy chị. Hàng siêu xịt nha. Còn cái, còn cái. Còn một cái duy nhất. Kem nha mọi người nha. Má ơi nó dày. Nó dày kinh khủng khiếp luôn. Kem cho Như Phạm rồi hết. Má ơi mua cái áo bằng cái áo khung luôn á. Rồi cái này đen có nón. Đen có nón nha mọi người nha. Một cái hả? Đen em hết rồi. À đen 120 còn chứ. Đen 120 còn. Thu Thủy. Cái đen 120 á. Cái đen đang cột á, rút lại một cái.
Rồi cái này đen có nón 130 hết rồi. Cái này thì hết sạch rồi mọi người. Sót lại có một cái à. Đen có nón, ghi cho em là đen mã đen có nón nha. Đen có nón. Cái này phải comment đúng. Đen có nón. Cái gì ai cũng đen chứ trời. Đen có nón mấy má ơi. Đen nón cho Lan rồi hết. Hết rồi mấy má. Ủa má ơi. Này chị nhớ là nó có một màu gì nó đẹp lắm luôn á. Không biết nằm ở lỗ nào thôi. Giờ kiếm lỗ nào hơi mệt. Ủa má ơi, rêu đồng. Cái này là mắc nhất. Mắc nhất trong tất cả hot đi dung bán. Cái này em nhớ có màu gì nó đẹp đổi xíu. Cái này là mắc nhất luôn nha. Tại vì cái này nó là giả quang. Hả? Hả? Màu đen hả? Em ghi cho em là đen chữ với lại là rêu chữ nha. Cái này là mắc nhất luôn. Rêu chữ với đen chữ này. Má ơi, cái này là mắc nhất luôn á. Tại vì hàng này là hàng giả quang nha mọi người nhá. Mắc nhất luôn, 120 luôn. Comment giúp em nhá, rêu đậm cho gấu banana. Bây giờ là chữ đi, cái này mặc cặp với bồ siêu đẹp. Cái này là rêu đậm á, cầm cái vải lên đã ghê luôn. Cũng là hàng siêu cấp mọi người. Nó không phải là giống như là nỉ thường đâu mọi người ơi. Không phải là nỉ thường đâu, nỉ này mắc lắm. Rồi cái này ghi giùm em nhá, rêu độc với lại là đen, đen chữ. Đó, comment như vậy nha. Ghi cho em là đen, cái này là mắc nhất luôn. Vải rất là mắc. Ghi cho em. Rồi cái này ghi cho em là trắng giùm em, trắng có một cái duy nhất không. Cái quần này chị mặc. Rồi cái này ghi cho em là trắng giùm em. Rồi trắng mặc với cái này cũng đẹp ha. Nó để mặc đi nắng. Rồi cái này ghi cho em nhá. 120.000. Comment giúp em là màu trắng giùm em. Ừ đúng rồi. Rồi cái này ghi giùm em nha. Để mang sọt đi nắng. Thay vì quần váy thì cái đó mặc được. Rồi cái này ghi cho em là trắng 120 luôn. Cái đen nón còn cái này, đen nón kiểu này y chang luôn mà nó khác cái hình thôi. Còn cái đen nón đó mọi người. Trắng cho gấu heo xinh bé nè. Em còn một cái đen nón, nó chỉ khác cái hình tí thôi, y chang luôn, không khác cái gì luôn. Đen nón còn có một cái duy nhất. Đây là có nón nha mấy chị nha. Có nón đấy, có nón là rất là mắc luôn á, là sale 130 luôn. Cái gì đen dồn vậy? Linh linh đen gì á em ơi? Đen nón hay là đen chữ? Đen nào comment rõ đi mấy chị lấy lộn á. Đen nón cho linh linh, còn cái nào đen nón không? Cái có nón á. Ok em. Đen nón nó mắc lắm mọi người. Rồi cái này ghi cho em là mã số 5 đi mọi người ơi. Mã số 5 ghi cho cái màu trắng vậy đó. Mã số 5 giùm em. Ghi cho em là mã số 5 nha. Em còn like đó, không phải like hot đi xong nghỉ đâu mấy chị. Còn set đầm, còn set rồi áo kiểu này nhiều lắm. Mọi người ráng coi đi. Rồi cái này ghi giùm em nhá. Đen giùm em. À mã số 5 giùm em. Mã số 5 nha mọi người. Rồi hết hot đi rồi đúng không? Hết rồi đúng không? Hết hot đi rồi đó mấy chị. Còn một cái rêu có ai lấy thì chốt thôi chứ hết sạch. Còn một cái rêu duy nhất là hết luôn nha. Ai lấy rêu thì chốt rêu nữa là hết luôn. Comment giúp em là rêu. Rêu chữ á. Còn có một cái à mấy chị ơi. Ai lấy rêu thì chốt được em rêu. Rồi eo rêu huyền rêu. Rồi em rêu rồi, set này em còn một set này màu trắng. Rồi cái đó để set để trong thêm. Rồi cái này ghi giùm em nha, mã này. Set trắng giùm em, cái này hàng cao cấp 130.000. Ghi cho em là set trắng 130. Cái này cái quần thôi đã xịn sò rồi này. Ghi cho em là set trắng 130. Trắng 130 áo này vải rất là xịn nha. Trắng có set à. Ghi là trắng 130. Gấu xả 110 luôn. Theo luôn 110. Xếp trắng cho Huyền Trang. Áo khoác gì, khoác lại cái áo khoác da em xem với chị. Rồi cái này ghi giùm em nhá. Mã này 101 luôn. Tặng á, còn có set à. Cái nào mà còn có set thì em không thể nào mà em ấy cho em xả tặng cho mọi người luôn đó nha. Set thể thao cao cấp gấu Buma mọi người. Xe cho mọi người trên like còn 101. 101 gấu kiểu oanh rồi hết. Thật nha. Trời ơi còn không đai còn cái size S nữa mấy chị. Không đai còn cái size S á. À luôn. Gì gãy mấy bà. Gấu hết rồi.
Đố đó đâu còn sách nào đúng không em? Để chúng coi trong này còn sách nào nha. Bên xanh này còn. Siêu phẩm chưa bao giờ em sale á, hàng hãng luôn nha.
Trời ơi, đẹp. Cái cổ lên như thế này. Ê, đẹp lắm. Nãy xem bao nhiêu bên bà này. Bao nhiêu vậy? Thế là nhớ không? Xem 100 hay sao? Xét 3 món màu đen. 3 món đen nha mọi người nhá. Áo khoác. Áo khoác 2 dây. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Khoác 2 dây. Tao lộn, set 3 món. Set 3 món 2 dây. Xả cho mọi người 170. Trời ơi, cái áo đầu lai em mặc còn cái màu đen. Áo đầu lai em mặc còn một cái màu đen. Ai lấy thì quất lẻ nha. Áo đầu lai em mặc còn cái màu đen. Nãy dành nhau màu đen mà không có. Còn một cái màu đen với màu trắng. Cho chị xin cái màu trắng thêm ơi. Còn một đen với một trắng nha. Áo đầu lai em mặc á, mà em sale có 79.000 á, 180 em sale có 79 á. Thu tuyết bom hàng. Còn đen với trắng này, chuẩn da rà cao cấp luôn. Cái bọc thôi đã thấy mắc rồi. Nâu. Nâu đen trắng. Trắng còn 2, nâu còn 3, đen còn 1. Trắng đen với nâu mặc với chân váy em mặc á, đầu lai em có mặc nguyên cả cái chân váy với là cái áo này luôn. Đó, cái này là màu nâu, 79.000, đen nâu với trắng nha. Ủa này quá trời, người hỏi không lấy hả? Này ai cũng hỏi màu đen luôn á, màu đen với màu trắng. Này ai cũng hỏi mà sao không lấy. Đây là Quỳnh Như. Ai cũng hỏi cái áo đó đầu lai luôn á. Trời ơi là trời, chắc khát vừa tuồng cái áo này quá. Áo này hết sạch hàng luôn. Bẹt vai đó, hot girl đang mặc đúng với cái chân váy em mặc luôn. Cái áo này là chuẩn, cái hot girl đang mặc là nguyên cả cái chân váy với cái áo này luôn đó mọi người, nguyên cả cái này luôn. Hot girl đang mặc, không nói điêu luôn. Nè, rồi áo 170, share cho mọi người trên like còn 99.000. 170.000 share còn 99 nha, ghi cho em là áo. Nguyên hot girl đang mặc là nguyên cả set như thế này luôn á, đen nu với lại là kem. 99.000 đen nu với kem nha mọi người. Áo bệt vai á, tay dài nha mọi người nhá. Mặc lên cưng lắm. Rồi đen nu với lại là kem giùm em. Đen nâu với kem. Đó, hot girl đang mặc y nguyên cả set em đang mặc luôn á. Rồi ghi giùm em nhá, đen nu kem. Vest em còn 2 cái này. Vest này em có quay TikTok một lần rồi, cực kỳ đẹp luôn. Nu cho Diễm Thúy. Vest này là vest 490.000. Hàng hạ. Xe tặng luôn 140. Nu cho Hồng Nhung. Nu nha, không phải kem đâu nha. Nâu là màu nâu đậm. Mọi người mua cái áo đó về mặc cái này cũng hot girl đang mặc nguyên cả set này luôn đấy. Rồi khoác vest. Bán tặng 150 đó đó. Vest 150 hàng hãng cao cấp nha. Xe 150 luôn. Này hàng từ năm ngoái tới bây giờ rồi mọi người ơi. Hôm bữa em quay TikTok nhiều người hỏi cái này lắm. Có đăng bên bay một lần nữa. Rồi ghi cho em là vest giùm em, có đồn vai luôn nha mọi người nhá. Ghi cho em là vest cao cấp. Cái này mới chỉ cần xài lắm. Mọi người mặc với áo 2 dây cũng đẹp nữa. Rồi ghi cho em là vest. Vest cao cấp màu nu nha mọi người nhá. Hàng ở trong lót này. Vest 150, 290 mà xả 150 á. Hàng hãng luôn nha. Ai lấy thì ghi giùm em nhé. Vest 150 VS vest. Úi là trời, set thể thao sale 101 luôn, còn có set à. Thể thao 110. Ghi giùm em là thể thao 150 nha mọi người ơi. Thể thao 150 màu đen. À lộn, 110 màu đen. Ghi giùm em là thể thao 110. Y chang cái set gấu lúc nãy luôn á. Mà nó là không có gấu thôi mọi người. Cái đó là nó không có hình thôi. Cái gấu nó có hình. Không khác gì nhau hết. Form nó là một loại form nha. Thể thao cho Kiều Oanh rồi hết. Còn quần đi nóng rộng con nha. Quần đi nóng rộng tí này em sale cho. Em đang sale mấy cái dở dở này cái đã. Rồi chân váy nu 85 còn cái này. Ai cút liền cái nu 85 thì hết rồi. Còn có cái màu nu duy nhất. Còn một nu với một đen. À, hai nu hai đen luôn, hết sạch. Còn hai nu hai đen chân váy á mọi người, chân váy rút á. Cái này thì
em vừa quảng cáo rồi em bán chắc phải trên 5.000 cái rồi đó. Mà đồn em bán sale rẻ lắm là 180 là rẻ nhất luôn rồi. Rồi sale còn 85 cho nó hết hàng trong kho luôn. Rồi cái này ghi cho em là đen với lại là nu chân váy 85.000 chân váy rút cao cấp á. Cái này gọi là siêu phẩm á mọi người. Đây gọi là siêu phẩm. Nó có quần nha, quần rất là xịn luôn. Chị Hường Nguyễn là màu đen. Đen với nu á mọi người 85.000. Xả cho nó hết. Màu nu này. Đen với nu nhá 85.000. Cái này nó gọi là vải em không rành về vải này xịn lắm. Ai mua chân váy rồi review phát đi mọi người. Mọi người mua là hơi bị rẻ luôn á. Bây giờ mọi người mua hơi bị rẻ luôn. Rồi áo đen 65.000. Đen 65. Ghi cho em là áo đen 65.000 nha mọi người nhá. Áo đen 65. Ghi cho em là áo đen 65. Áo đen 65.000. Em ơi cái quần ngố màu ấy đâu ta? Quần ngố ngắn á. Tức là cái gì cái quần ngố ngắn là một lỗ nào có. Ngố đen ngắn á. Quần này em còn có cái màu đen thôi. Quần suông á. Đây nè. Em còn có cái M duy nhất. Quần suông màu đen á. Suông màu đen em còn có cái L thôi mấy chị ơi. M thôi mấy chị ơi. Cái này hàng của tao bao hết nha. Mấy cái quần suông này em lấy hàng của tao bao rất là mắc luôn á. Rồi 140 xả rẻ cho mấy chị luôn. Ghi cho em nhá 140. 140 ghi cho em là quần. Cái này mặc rất là tôn dáng. Cực kỳ tôn luôn. Cái này mấy chị biết sao không? Mọi người 1m50 mọi người mặc nó nhìn rất là cao. Giống như 1m6 mấy là đó. Rồi ghi dùm em là đen nhá. Đen 140. Đen 140 dùm em. Ghi cho em là đen 140 size M. Size đúng rồi size M. M là từ 52-53 ký đủ lại. Trên đùi này còn mũi L 53 ký vừa không ta? Em cao 1m mấy? Cao 1m mấy? Rồi quần này còn L size 85 luôn. Còn mũi L thôi mấy chị. Quần này còn mũi L size 85 nha. Cái này mọi người mặc sắn lên nó mới đẹp. Quần này là phải mặc sắn lên thì nó mới đúng phong cách của nó nha mấy chị. 1m6 vừa nha nàng. Chung 52kg nhưng mặc vừa. Rồi ghi cho em nhá. Size L 85.000 đùi 53kg là 1m6 là cao hơn Dung á. L 85 cho em xinh bé rồi còn 2 cái. Cái này xả có 85.000 thôi. Áo đen nút bấm Dung hết lâu rồi. Lần sau ghi ngủ ở ngoài á cho nó dễ. Đen em mờ cho Hồng Nguyễn. Em còn L. Cái này mấy chị mặc phải sắn lên cao cao xíu nó mới đẹp mấy chị. Nó không có hở đâu. Xét chị mang áo xả 150. Áo là 250 xả còn 150. Chân váy là xe 135 hàng cặp cao bao. Cái này còn có 3 cái. Cái này á mọi người em mà đi mặc là hết sạch luôn á. Tại em còn ít em lười mặc lắm luôn á. Quay lại cái đai đợt trước em mặc hết 10 mẫu rồi đó. Má ơi cái này gọi là siêu phẩm. Không rách luôn mọi người. Kiếm cái hàng không rách khó lắm luôn á. Cái này còn M không hả trời. Cái này còn M không hả ta. Cái này đúng không? Hả? À, con này đẹp. Con bao nhiêu? Con đủ size SML luôn. Trời ơi. Mai 140 mua cái quần mà muốn đồ thổ luôn đó mọi người. Thiệt á. 140 mà mua cái quần này mọi người chịu nổi không? Mọi người nhìn cái phong quần đỉnh không? Không rách luôn nha mọi người nhá. Suông á. Không rách SM và L dùm em. Ghi cho em là không rách SML. Má ơi cái đáy nó siêu cao luôn đó mọi người. Đáy nó siêu cao luôn. Đáy chắc phải lên tới ngực lận á. Đáy này mọi người mặc đồ đẹp lắm. Mặc đẹp nhất là với áo laptop á. Mặc áo laptop là đẹp nhất luôn. Suông L cho gấu banana. Đây chị cầm em M không à. Suông L dưới. Không rách L 140 chị Hồng Nguyễn. Đang cầm còn size S. Cái tay em á. Đừng vút ra tụi nó tự kiếm. Đang cần còn sẽ không? Hả? Còn hả? Ai biết má, bà này mà.
ra một cái cho nó biết. Cái mẹ rồi, cái này còn của em mờ mấy chị ơi. Chị có L luôn hả? Tôi chỉ có cái màu đó đi. Từ loát đinh 2 giây nhá mọi người nhá. Ôi còn không? Cái mặt này còn không? Còn này sao mà hết được? Sao còn của em mờ được ta? Còn đúng không? Còn đúng không? Rồi còn S không? Còn S luôn mấy chị. Còn em cầm còn S má ơi, ngay giữa chân luôn. Má chắc xỉu. Tuyết Mai lên địa chỉ không rách size SML. SML cái này hàng tao bao mắc lắm. Trần Thị Mai lên địa chỉ. Tuyết Nhai lên địa chỉ. Trần Thị Mai với Tuyết Nhai lên địa chỉ nha. Ghi cho em là suông không rách size M, 2 nút lật, à 3 nút lật mấy chị ơi, bà mẹ ơi, 3 nút này. 3 nút nó làm cái eo của mình rất là nhỏ luôn. Cái quần mà càng nhiều nút lên form nó càng đẹp mấy chị. Trời ơi mấy chị nhìn cái form quần này mấy chị. SML cái này mặc là chạm đất luôn nha mọi người nhá. Mặc rất là đỉnh, mặc với đẹp nhất là khi mọi người mặc với lại là cái gì biết không? Đi với lại một là dép cao, hai nữa là mở đi gì? Giày thể thao. Size S cho Thùy Trâm. Xã ơi nó đẹp, đẹp ha. Phải thề với lòng nó rất là đẹp. Chị Mai là vưng kè em mờ. Xã ơi nó đẹp ha mọi người ha. Em nói rồi, em là để đủ kiểu cái quần suông này. Tới cái hàng này là hàng tao bao, không phải hàng xưởng tự lên nha mọi người nhá. Nên là cái vải nó rất là đẹp luôn. Cái vải jean á, mọi người kiếm không có ra đâu. Mọi người kiếm mấy cái quần này, mọi người chỉ kiếm được hàng tao bao thôi. Riêng Việt Nam không lên được quần này nha mọi người nhá. Không lên được quần này, nó không co giãn nhiều. Riêng cái mấy quần này nó không bao giờ co giãn nhiều nha mọi người. Đẹp lắm luôn. Nên em khuyên mọi người nên lấy một cái quần này để mặc. Và đẹp lắm. Trời ơi, nó có màu đậm nữa này. Trời ơi. Trời má sao nó đẹp vậy ta. Em cắt cho chị cái size S đi em. Cắt cho chị cái size S đi. Lấy chị cái size S cắt cho chị. Má màu đậm, ai lấy thì ghi giùm em đậm nha. Để lại cái size S chị mặc. Màu đậm giùm em. Cái này ghi cho em là đậm. Có đậm với nhạt á, có màu đậm nữa. Má đẹp. Này mặc qua áo laptop màu trắng hoặc là màu cam hoặc là màu xanh dạ quang ha. Trời ơi, nhức nách. Nhức nách luôn, nách nó nhức luôn. Cái xe hả? Còn ML thôi, hết 3S rồi. Em không có vinh dự được mặc cái quần này rồi. Không biết có cái màu nhạt rồi, em tính để thêm màu này. Rồi cái này đậm ML hết S nha. Cái này là màu đậm á. Đậm ML hết S cho mấy chị nha. Nhạt là còn S, còn đậm là còn mỗi ML thôi. Ai lấy ML thì ghi giùm em là ML. Đậm hết S cho mấy chị. Này từ nhà đi chứ lai chị. Đó chị 190 một cái. Gớm cái quần mà giống hệt cái quần chân váy mình nhá. Đây đem cho mấy chị có hồi xưa không phải hồi xưa đâu, cái lúc mà mới hết dịch cho mọi người. À một trong dịch chứ. Em mua 190.000 một cái chân váy. Em mua hàng nhái lên đó mấy chị. Trời ơi má ơi, 190.000. Mọi người nhìn cái chân váy em bán, chân váy rút với mọi người với chân váy này. Cái này mà rút chắc lòi chim ra luôn á. Thiệt. Nè mọi người nhìn thấy nó chưa rút, nó đã ngắn rồi. Rút nữa lòi chim ra luôn. Nên em nói thật mọi người là ở trên mạng không phải đăng như thế nào nữa, giống như thế đó đâu. Gớm lắm luôn á. Này để chùi nhà chứ mặc cái gì, mặc gì nổi. Rồi phải mua hàng trên mạng nhiều khi mình còn bị lầm chứ đừng nói là khách. Cái này em còn mũ L không này. Cái này á mọi người, heo xinh bé lấy cái này mặc đi. Mặc L lấy cái này mặc đi heo xinh bé. Cái này rất là đẹp. Thật mà. Mình là mình nói thật tình mà. Mấy bạn sao lại nói mình thế. Mấy bạn nói mình đấy mình buồn đấy. Nha. Rồi cái này. Trời ơi em ghiền cái quần này. Có một cái size S rồi, con bạn em nó cũng lấy để xuất sắc, con bạn em ở bên Hòa nó cũng kêu em ship cho cái này đẹp lắm. Cái này là form nhỏ nha mọi người nhá. Cái đai ở trên là tầm khoảng chừng E63 trở xuống mặc vừa thôi. Ghi cho em là suông xám. Suông xám à, E66 chứ. E66 trở xuống mặc với vừa thôi má ơi, cái này nó đẹp. Đẹp nhức nách luôn, tương đương với M mọi người. Thấy cái này á ở trên cái đai nó quần nó nhỏ lắm mọi người. Tương đương với M nhá. Tương đương với M em còn 3 cái à.
đương với em mà hình như là ngố ở đây này. Thế sao cái con ngố kiếm không ra hả? Kỳ cục vậy. Mình nhớ là cái con ngố còn mà. Chia sẻ lại giùm em đi mọi người ơi. Rồi quần xốp cao cấp giùm em. Quần xốp xả 85.000. Xốp cao cấp 85. Ghi cho em là quần xốp 85.000 nha mọi người nhá. Ai lấy quần xốp thì ghi giùm em là quần xốp 85. Xốp 85.000. Ủa đi đâu hết rồi trời. Chia sẻ lại cho em đi nè. Chia sẻ lại cho em đi, em còn like mà mọi người. Mọi người đi đâu hết rồi. Rồi cái này ghi giùm em nhá. Quần xốp màu đen lên nó hơi chói nha. Quần xốp 85.000. Quần này là quần gì ta? Không đai hả? Ê không đai mà có màu đen là quất lẻ nha mấy chị. Không phải. Cái này là rách. Rách xả 99.000 luôn đi. ML rách ML tặng 99.000 luôn. Ghi cho em là mã tặng 99.000 nhá. Còn mỗi ML thôi là hết. Này quần ôm mấy chị ơi, không phải là quần, không phải là quần suông nhá. Cái này là ôm nha. Quần ôm ML 100.000. Ghi cho em là mã tặng 100.000. Má quần jean mà nghe nói 100.000 chắc đánh nhau quá thiệt á. Ôm 100.000 cái này là siêu co giãn luôn. 100.000. Rách 50kg M thôi. 54kg L. Còn có ít à. Sale luôn 100.000 cho nó vui. Vui nhà vui cửa. Rồi ai lấy được ghi giùm em nhá. ML thôi không có S cho mấy chị. ML 53kg đổi xuống mặc M. 58kg đổi xuống mặc L. Còn ML thôi mấy chị ơi. Xe có 100.000 không lấy hả trời. Má ơi. Má quần jean là quần, quần đùi chưa con. Còn ngố chưa còn xe là 110 đó mọi người. 100.000 đó. Ngố còn chưa xe 100 đó mọi người. Chứ đừng nói là dài nha. Dài là dài ôm cơ. Chứ đừng nói là mọi người mua quần ôm có 100.000. Cái này mà không lấy là hối hận luôn á. Siêu đẹp 57kg size L. Rồi ai lấy ML thì ghi giùm em là ML nhá. ML giùm em. ML. Má ơi, cái quần màu đen luôn này mọi người. Mọi người có nhìn thấy là nó màu đen không? Màu đen là màu dung hiếm nhất để sale đó. Hầu như sale là còn màu xanh với màu kia không mà. Này, hàng là hàng tao bao luôn. Mạc Mickey là tao bao nhá. Em có hai mạc lận. Một mạc là Quảng Châu với một mạc là tao bao. Đó, ai lấy thì ghi giùm em nhá. Vợ. Chặt con cổ mất này. Rồi ai lấy ghi giùm em. Đưa chị cái áo len đi em. Cái cục áo đó đưa cả cục. Đừng nói ở bưng kè nha. Tao thấy chụp cái cảnh quen quen rồi đó. Thấy bưng kè là chửi nặng hơn. Nhưng thấy bưng kè không chửi đâu. Tao cũng sợ ai chết bưng kè hết. Nghe ngay là tao chửi cho vô mặt à. Rồi ai lấy ghi dùm em nha. Bẹt vai dùm em nha mọi người. Nãy đô la em xem bao nhiêu ta? 100.000 hả? Xe có 100.000. Hay đẹp xuất sắc luôn. Mua hàng của em là bớt nhây lại. Trời ơi, áo này mọi người 160.000. Áo 160.000. Ghi cho em là áo nha mọi người nha. Áo 160. Cái này là mọi người thay cho áo khoác được luôn á. Áo này là thay cho áo khoác được luôn. Ghi cho em là áo. Rồi cái áo len lúc nãy còn rồi mấy chị ơi. Còn một cái màu xanh duy nhất. Có rồi, Lam Phình có rồi. Nè mấy bà, cái áo len xanh lúc nãy còn cái này. Ai giành không lại thì vừa comment nhá. Len xanh nhá. Cái này là cái gì vậy? Mẫu gì vậy? Còn rách tim hả? Rồi, len xanh giùm em 95.000. Len xanh với len trắng. Len đen với len xám nữa. Xe còn có. Chỗ nào là số điện thoại địa chỉ chị ơi? Chị ghi ghim đi chị ơi. Chị à. 95.000. Xanh cho Lam Huỳnh. Người ta thích.
số điện thoại nha. Mặc lên là có người yêu luôn. Quần đen là size L, cái quần ôm á, 100.000 á. Bưng kè. Rồi cái này ghi giùm em nha. Tí này em like quần trái tim như mấy chị. Dành cả trái tim thương nhớ. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Đen với này là trắng thôi. Còn cái màu trắng với xám với đen. Cái này mọi người mặc với chân váy em mặc là đẹp nhất. Đẹp nhất khi mặc với chân váy em đang mặc. Xỉu luôn. Đóng thùng vô cũng được, mình thả ra cũng được, thả rong cũng được. Đây, cái quần hot hit nhất bên nhà em. Mặc đỏ là biết rồi ha. Rồi rách giùm em, rách trái tim luôn. Rách trái tim, ghi cho em là rách trái tim 140 giùm em. Hả ơi, còn size S không vậy? Để cho phát cái size S mặc. Này đẹp lắm của nó mọi người. Rồi cái này ghi giùm em nha. Rách trái tim SML. Đẹp không? Suông rách trái tim SML 140. Rách trái tim SML 140 nha mọi người nha. Ghi cho em là rách trái tim SML 140. Rách trái tim SML 140. Rồi còn set. Rồi sao cũng phải đi ngủ hết rồi hay sao ta ơi. Đi ngủ hết rồi thì biết để offline nè. Rồi cái này ghi giùm em nha. Mã này. Set này sale 79.000 cho ai có đơn thôi. Set này tới 170 lần đó. Sale 79.000 luôn. Ghi cho em là set 79.000. Ghi cho em là set 79 nha mọi người nha. Set 79k. Ghi cho em là set 79.000. Đưa nón lên. Nón tặng cho ai có đơn đi. 35.000. 79 cho Như Thúy. Này nón tặng cho ai có đơn 35.000. Nón cái gì ta? U xì hả? Nón u xì 35.000 cho ai có đơn. Còn nó 3 cái à? Nếu không xem được 35.000 nhá. Ghi cho em là nón 35.000 cho ai có đơn. Set 79 hết rồi. Nón 35.000. Nón cho Như Thúy, Như Huỳnh. Hết chưa? Rồi cái này ghi cho em là nón bò sữa 35. Hết rồi. Bò sữa 35. Ghi cho em là bò sữa 35. Đợt em bán cái nón này là tới 140 lần đó mọi người. 35.000 bò sữa. Bò này vắt ra sữa. Bò sữa nha. Comment giúp em là bò sữa lưới trai 35.000. Bò sữa. Két bò sữa, cái này mấy chị không đổi, mấy chị mua về cho con cháu dòng họ đổi. Có 35.000 không mua được đâu. Xe là xe tặng cho vui vậy á. Rồi xe xanh người ta comment trước má ơi. Má đâu comment trước vậy. Người ta comment trước đó má. Lam Huỳnh đâu comment trước vậy. Có cần coi lại comment không? Hả? Nè, có cần coi lại comment không? Đây, lúc bà cho địa chỉ ở đây nè, thấy không? Lúc bà cho địa chỉ ở đây, lướt lên. Lướt lên, lướt lên. Thấy Như Thùy comment đầu tiên 79 không? Rồi tới cái chấm của Nhi Huỳnh. Rồi cái tới 79 của Như Thúy. Rồi tới 79 của Như Thúy. Rồi mới tới bà comment là set 79.000. Lấy set 79.000. Bà là người comment thứ 6 lần. Chứ không phải là comment đầu tiên luôn. Comment tới thứ 6 lần đó. Tôi bán hàng với ai cũng trả tiền hết đó. Tôi không có thiên vị đâu. Bên bà mạng bà chậm đó. Chứ thiên vị lắm gì. Rồi cái này cho comment. Bà là người comment thứ 6 lần đó. Rồi cái này ghi giùm em nha. Set gồm, cái này là gồm áo vest mấy chị. Không phải áo vest mà áo ghi lê á. Cột dây nơ đằng sau. Kèm với một cái áo baby doll 150 luôn giùm em nha. Comment giúp em 150 cái đó để đó thì tí nữa mà phân size ra cột vào luôn. Rồi cái này ghi giùm em nha. Set baby doll gồm áo sơ mi. Cái áo sơ mi này, cái set này là hàng Quảng Châu loại 1 nha mấy chị nha. Đó, nguyên cả set 150. Ghi cho em là set 150 nha mọi người nhá. Set 150. 150 set. Ừ thì mạng yếu nữa, mạng yếu chứ cãi gì chi vậy. Mạng yếu là do bên bà chứ do bên này đâu. Rồi cái này ghi giùm em nha.
comment giúp em 85.000 xếp chấm bi. Đừng có cãi với em, bên này em thấy ai đầu tiên là chốt à. Đi chốt hàng online ở đâu cũng vậy đó mọi người, đừng có cãi với người khác, đừng có cãi với máy chủ, tại bên này máy của em hiện ai trước thì em bấm trước. Chứ ai cũng lên cãi nhau mất công, chửi qua chửi lại mệt lắm. Có nhiều người người ta nói, có nhiều khách vô nói là trời ơi, mua hàng mà comment trước để bao giờ để. Đó, nhiều người nói vậy á. Mà thực ra đâu có biết là máy nó nhảy ra máy chủ đâu. Trước đâu mà trước, trước là phải thấy trước là đã bấm trước rồi. Ai mua hàng ở đây cũng phải trả tiền hết đó mọi người. Nên là mọi người thông cảm cái khúc đó đi, mạng nó chập chờn nhiều khi bên mọi người cũng phải là do mạng bên Dung đâu. Nó chập chờn nhiều lắm. Mạng dạo này không biết tối có like được hay không, tối like lúc nào cũng giật như thần kinh luôn á. Ai lấy thì ghi giùm em nha, cái này ghi giùm em. Set 3 món một cái mẹ này xem bao nhiêu ta? 150. 3 món màu nu 150 nhá. Ai lấy ba món màu nu 150 thì ghi giùm em. Phá ở cái ba món này đẹp lắm luôn đó mọi người. Màu nu nhá, hot girl của em là hot girl mặc cái set màu xám rất là đẹp. Em còn một xám với một nu là hết. Em còn một set xám với một set nu. Ai lấy thì ghi giùm em xám với nu. Cái này là màu nu này. Cái này em xả quá rẻ rồi mọi người. Đây, má ơi đẹp lắm luôn á. Ba món kèm màu, cái này là chất len đó mọi người. Chất len rồi đó. Rồi set gấu em còn một set nu cho chị Hoa Trương Thị Thu. Cái set đó mọi người nhìn thấy hot girl em mặc chưa? Không phải hot girl nhà người ta đâu, khách nhà em mặc đó mọi người. Mà đợt em xin khách đăng lên và nổ inbox quá trời. Em set đó đợt là 250 lần. Không có giá 150 cho mấy chị mua đâu. Em kiếm cho mấy chị coi này. Khách nhà em mặc luôn, nhưng mà hot girl nhà em đâu không hot girl ở trên ấy đâu mọi người thấy không? Mặc màu xám đó. Chịu nổi không? Hàng của nhà em nha. Đó, xuất sắc chưa? Hàng mặc lên nó phải như thế này thì mấy chị đỉnh không? Đẹp lắm. Cái set đó là em sẽ tặng gần cả nửa giá cho mấy chị rồi đó. Rồi set gấu 110. Nãy có màu xanh dành nhau á, còn set màu nu này. Nu 110, ai lấy nu thì ghi giùm em là nu 110. Nu nha mấy chị ơi, 110k. Ghi cho em là nu. Thì nu. Ai lấy nu 110. Chỉ có 3 đơn lâu rồi, chỉ gọi số hotline đi. Thảo Trần đi cọc đi nàng ơi, khách mới mà chốt quá nhiều. Rồi cái này ghi cho em là nu 110, không chốt cho em được nhé. Chốt quá nhiều rồi. Nu 110. Ghi cho em là nu 110. Gọi số hotline đầu á chị ơi. Add cái số Zalo của số hotline á, nhắn tin vô trong đó sẽ có người trả lời. Set nu cho Hành Nguyễn. Khách mới mua nhiều cọc giùm em đi mấy chị ơi. Gia đình đang nghèo đúng bom hàng nhiều rồi. Má mệt mỏi với khách bom hàng rồi. Rồi má ơi còn 5 nút mà em không biết còn sai gì để xe cho mấy chị đợi xíu. Ôi em còn mũi size L thì mấy chị ơi xả cho bao nhiêu cho nó hết ra. Quần 5 nút, à quần 8 nút lận. Nó khuyên thật luôn đó mọi người. Tại vì nó còn L thôi em mới sale như thế này, 100.000 luôn. 8 nút này là tới 215 lận đó mọi người nè. Sale 100.000 8 nút size L. L này là tầm 56-57kg đổ lại thôi nha. Từ 50 cho tới 56-57kg. Trời ơi má ơi cái quần này em nói thật mọi người, ai nhận cái quần này review cho em phát. Nó mặc mà nhìn cái eo nó có chắc phải là mấy cm luôn á. Eo nó nhỏ lắm tại vì cái nút nó nhiều nó bóp chứ cái eo mình rất là nhỏ luôn. Tặng 100.000 luôn. Đó còn bộ L không mặc Mickey nhá. Dương Thảo. Cái này là sale quá rẻ luôn. Em còn có 5 cái size L thôi. Em sale cho rẻ luôn còn có 100.000. Cái này là mặc eo siêu siêu của nhỏ luôn nha mọi người nhá. Eo của nó là siêu nhỏ luôn á. Ai lấy thì ghi giùm em nhá. Quần L. Còn trời ơi. 8 nút 54kg cho Mẫn Nhi. Đừng có, nói chung là về quần jean là đừng có nghĩ là đẹp đi mọi người. Tại vì quần jean của nhà em gọi là siêu phỏng, chứ không phải là nghĩ là đẹp đâu. Mọi người mua quần jean nhiều là mọi người biết. Em thì em không có nói điêu làm gì hết. Có quần jean nhà em không có mà bán đấy mọi người ạ. Chỉ
thì Phương Quy Nguyễn L. Tại vì còn size lớn thì Dung mới sale đó. Có cái nào size S mà Dung sale 120-130 đâu. Size S toàn là sale 160-170 không á. Tại vì quần riêng không có giá đó rồi. Quần này gọi là quần chụp ly á, 165 sale còn 85 này. Sale còn 85 có cái à. Ghi cho em là quần Gucci. Má ơi, quần này mà mặc với áo em đang mặc cũng siêu đẹp. Quần này mặc đẹp lắm luôn á. 85.000 ghi cho em là quần này mọi người, những cái vải này. Rồi quần Gucci 85. Đừng có nói với em là không đẹp với chị ơi. Quần nhà em người ta gọi là quần siêu phẩm đấy. Đừng có giỡn với quần nhà em. Quần nhà em gọi là quần siêu phẩm đấy mọi người ạ. Quần Gucci từ từ mấy má ơi. Gucci cặp siêu cao nha. Từ từ. Con nhỏ kiếm qua còn quần Gucci không nha. Như quần Gucci hết rồi chúng ta. Hả? Còn đâu 10 cái. Đấy. Bấm nha dưới này ạ. Chưa bấm ai hả? Bà mẹ Việt Nam anh hùng, quần đó đâu ra vậy? Quần 85 nhân Như Thúy, Tara Ngọc, Thùy Trâm. Còn đó mấy chị. Mấy cái nhỉ? Quần này không đẹp đập vô mặt. Quần này là bán tới 100+ là mấy chị biết mắc cỡ nào rồi. Bé kem cu te. Còn 6 cái. Má ơi, cái quần này mà có áo ba lỗ Zara của em đợt trước á, nó mặc vô chắc tay chạy hết luôn đó mọi người. Cái này hàng của tao bao nhá. 85.000. Hàng tao bao rồi nó mấy má. Chứ mày hàng rẻ đâu mấy má ơi. Ờ, con này nói là con xả cho rẻ thôi, cho con xả lỗ hết thôi, con dọn kho thôi chứ. Nguyễn Anh Đào. Cạp cao tới vú chị ơi. Cao tới vú. Mày cao tới rốn đâu. Em cái nữa nha, rồi hết. Con chết mẹ, thử bấm cho con hết nữa để biết bấm cái gì nào. Còn cái đang cầm. Để chị cái. Quần đó đẹp lắm, thấy chưa? Ai cũng mua 160-170 hết rồi. Lên tiếp với con đi. Đi như vậy luôn mà em còn có 4 cái thôi. Quần này là cái quần để đằng sau đít em mà lúc nào mọi người cũng hỏi á. Phương Linh có chưa nhỉ? Còn một cái quần đó mọi người ơi, ai lấy thì chốt nha. Cứ bơi ra đó hết đêm, chỉ còn like tới đêm thôi mà. Hả? Trời ơi. Ê má, sao cái quần này đâu ra vậy ta? Trời ơi, bán cái quần này nó đẹp. 85 ghi cho em mã gì ta? Mã số 5 đi nè, tao bao nè. Rồi, ghi cho em là mã số 5 cũng 85.000 luôn. Quần này em thề mấy chị, em lấy 145.000, em nói điêu, không có lọc luôn á, 145.000 của em á. Em xả 85, thích là vậy thôi à. Lỗ tới bao nhiêu ta? Lỗ tới 60 hả? 60.000 một cái quần. À biết rồi đó, thích là xả vậy á mọi người. Chơi gì bán lời được 85.000 mà chơi cái này xả lỗ 85.000. Không còn có 4 cái, cái này là hàng siêu phẩm đó mọi người. Mã 5 cho Dương Thảo. Ống quần bo em ơi, ống quần bo giống như quần thể thao vậy đó. Ống quần bo rút dây như thế này mà có bo lại. Mọi người mặc cái xong mọi người bỏ cái dây vô trong á, lần cái dây vô trong. Đây nè, cái này là hàng của Hot Girl lên luôn nè. Cái này là đang như thế này nhá. Mọi người về rút dây là thành ống bo. Sau này mọi người mặc xong mọi người bỏ cái dây vô trong á mọi người. Bỏ cái dây vô trong quần là thành ống bo á mọi người. Đó, 85.000. À, quá rẻ. Phương Anh bù được còn 2 cái. Cái này hàng tao bao lận. Cái này hàng chuẩn của Hot Girl loại 1, 300+ luôn. Có rồi. Cái em cute có là còn 2 cái này. Cái này của em có mặc cho mấy chị một lần đó, 195.000 đó. Có mặc một lần rồi. Lấy vô 145. Theo 85.000. Chơi ghê không? Thì mấy chị đến để em chưa? Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Đai là siêu của đỉnh luôn. Nó y chang như là cái quần bo chung vậy đó mọi người. Có khác cái gì đâu. Đó, nó là bo chung như vậy thôi. Đẹp lắm. Có 2 cái. Chất đơn. Chất đơn. Để bà mẹ Việt Nam đi.
sai gì đây trời. Trên váy đang mặc. Rồi áo này nãy xả bao nhiêu đang quên mẹ nè. 65 hả? Rồi áo này em xả 65.000. Còn 3 cái 3 màu luôn. Hết sạch còn đúng một cái một màu. Vàng nâu với đen. Áo có dây kéo á, đầu la em xả quá từ người đánh nhau này. 3 màu 3 cái. 65. Áo này là hàng siêu xịn nha mọi người. Ghi cho em là áo đen, vàng, nâu. Nâu là cái này này. Đây là vàng. Vàng nha mọi người nhá. Hàng này là đẹp xuất sắc. Đen cho đời đồng rồi hết đen. Còn một đen hả? Nát cái nâu siêu đẹp luôn đó mọi người. Ghi cho em là nâu nha mọi người nhá. Nâu, 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 nâu. Nâu, nâu, huyền nâu. Này đẹp xuất sắc luôn. Sắc chưa? Rồi còn một cái đen á. Đen cho Nguyễn Huệ, nâu cho Tara Ngọc. Vàng cho dì Diễm. Ê Dương, Dương Diễm này, Dương Diễm nào ta? Dương Diễm khách quen. Dì Diễm khách quen đúng không? Hay chị Dương Diễm khách mới ta? Từ từ nha. Có Diễm khách mới bom hàng á. Từ từ, em lát đi 2 giây. Từ nha mấy chị nhá. Từ từ, cho em, coi à, em xin lỗi, à, trong lý là Nguyễn Diệm à, hết đen. Còn gì em? Nâu hả? Còn cái gì đang cầm hả? Còn cái chúng đang cầm. Má cái này đẹp ha. Mọi mặc cái chân váy em có ôm như vậy. Trời ơi. Nâu. Còn có cái nâu thôi. Ai lấy nâu thì chốt nâu. Quần nhung 130 còn cái. Cái này hàng xịn cho mấy chị nhá. Quần nhung em có hai loại. Ok như ý nha. Nhưng mà chiều chưa chốt đơn. Hôm nay live sale cả ngày mà mọi người. Chiều mai mới chốt đơn. Rồi cái này ghi cho em là đen. Đen đen. À, quần nhung chứ lộn, quần nhung giùm em nhá. Ghi cho em là quần nhung. Ok em, mai chốt đơn nha, mai chốt đơn. Hôm nay like cả ngày mà mọi người. Rồi cái này ghi giùm em, quần nhung giùm em nha mọi người nhá. Nhung cao cấp. Ghi cho em là nhung cao cấp sale tặng cho mọi người ở trên like luôn. Trời ơi, Xiaomi kìa. Ê trong kia mấy cái bọc đen là mấy cái bọc gì ta. Rồi cái này ghi cho em là quần nhung. Rồi ghi cho em là hai túi em còn có size S duy nhất này 170.000. Hai túi size S cao cấp 170 nhá. Em còn có cái hai túi size S duy nhất luôn 170. Có cái ai không lấy thì em lấy. Trời ơi, Xiaomi này bao nhiêu đây? Má ơi, cái Xiaomi này ai nhận rồi mọi người? Review cho em phát đi. 195 giùm em. Má ơi, cái Xiaomi nhìn mà muốn rụng nụ luôn á. Ghi em là Xiaomi nha mọi người. Này mọi người thấy đỉnh không? 195. Trời ơi, đỉnh chưa? Rồi Xiaomi 195 giùm em. Màu trắng với lại là màu màu hồng. Trắng với hồng này mọi người, nhìn cái vải này. Đẹp không? Xiaomi 195 trắng với hồng giùm em nhé. Còn có hai cái sale luôn nha mọi người á. Sơn này là Xiaomi lông cao cấp nha mọi người nhé. Ai lấy ghi giùm em. Ủa cái này em mà mặc chụp hình lên với lại cái quần. Tôi chỉ cái quần nhung lúc nãy đâu rồi. Má ơi, mặc cái này với cái quần nhung với quần tắc ta là thiệt á mọi người. Không lẫn vô đâu được. Trời ơi, thấy đẹp không? Má ơi, cả cái set quá đỉnh luôn. Tính ra là có 300 mấy rồi đó. Quá rẻ luôn nha mọi người nhá. Ghi cho em là sơ mi. Đó, đúng không? Cái bánh chạy chưa? Chị này đã ngắt đầu cái gì là em phải biết rồi đó. Chưa? Là trời. Rồi thứ gì chịu nổi cái áo à, quần này. Rồi quần này sale 120 siêu cấp cho mọi người nhá. Quần LV siêu cấp. LV 120, em còn có 4 cái thôi. LV siêu cấp 120. Áo ơi quần này. Quần này một phát một thôi mấy chị. Đừng có suy nghĩ nhiều. Rồi ghi giùm em nhá, 120.000. 190 là đó. Cái gì vậy trời? Xe 120 ghi cho em là LV 120. LV này khác LV lúc nãy nha. LV này là hàng siêu cấp đó mọi người. LV giùm
đèn á, đèn em bật hơi nhiều, tắt cho nó hết chói. Hết chói chưa người yêu. Rồi cái này ghi cho em là quần LV màu đen. LV đen 120 nha mọi người nhá. Quần này gọi là quần Alibaba đó mọi người. Đẹp lắm. Hôm qua em thấy cái chị ở ngoài kia, em đi đâu em thấy chị nào ngoài kia đi xã mọi người mặc cũng cái quần này đẹp lắm. Ai lấy ghi giùm em nhá, quần đen cái này để lại cái mặc. Cái quần đen này để lại cái cái. Để mặc, em ghiền mặc cái quần này lắm. Chăm má ơi, quần LV cho Huệ Nguyễn. Này để lại thử cái nha. Em gái LV cho Thùy Trâm rồi còn cái đó, em để cái mặc. Đây, ngô. Tao tức ạ. Má ở cái quần của em còn size S không để cho chị cái đây. Còn gì á? Tao cầm đem M mà. Còn ML. Ê cái M này chắc tao mặc vừa đó ha. Vừa. Vậy còn có cái M hả? Quần ngố. Ê quần ngố này hôm bữa chị xe 120 hả? Rồi xe 99.000 luôn nha mấy chị nhá. Quần ngố cao cấp. Ngố này mặc tao bao nha mọi người nhá. Ngố giùm em. Còn xe gì ML hả? ML nha mấy chị. Xe 100 luôn. Bà nào hỏi hỏi ngố đen đó mọi người. ML hàng cao cấp nha. Cái này mà có áo 2 dây ha. Trời ơi tí này em lên 52kg L á chị. Tại quần ngố này là không có giãn nha. Em 52kg mặc L á chị. Cái này đẹp quá. Cái này mặc cái áo 2 dây. Trời ơi nhức nách. Em mời cho thiết nha. Quần này đẹp lắm. Xe cho mấy chị đó. Có 100.000 thôi đó. Đáng mà hốt đi. ML đẹp, cái này của em rồi, cái này là em phải chôn một cái mới được, đẹp lắm mọi người, siêu siêu đẹp, em chỉ muốn đi kéo đi, em không đi mặc đâu, để em cắt thì tí để em mặc chơi 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 cho vui vui vậy. Ai lấy ML nữa thì ghi giùm em là ML nhá, quần này đẹp lắm, nên bỏ trong tủ một cái nó mới chỉ màu đen nữa, trời ơi màu đen là màu siêu đỉnh luôn. Thuận đưa đồ lên ở chứ. Tí nữa lấy đồ lên ở đi nha. Cho chị coi áo trắng của chúng ta. Rồi ai lấy ghi giùm em. Rồi em cho Nhật Trinh nó đi ăn chứ không nó xỉu chết. Tội nghiệp nó chứ đứa nào cũng từ mặt đang hồng hào đủ qua mặt trắng ợt luôn rồi mọi người ơi. Ọp nha, tí nữa like tiếp. Đêm đem like đến 12 giờ. Rồi bye bye mọi người. Đợi xíu nữa nha. Tầm 4 giờ mấy này em like một chặp nữa nha mọi người. Gì đó ta. Sáng chưa bấm phiếu của cái kia nữa. Chị nhắn tin chị giải quyết đơn cho em nhé. Chị thấy rồi, chị thấy tin nhắn rồi. Nhưng mà cái đó xước có tí mà em. Với lại là hàng đó là hàng sale tới 250 mà sale còn có 150.000. Trời ơi cái túi xước có tí mà mọi người á, ở này kia quá. Chết bà rồi. Rồi em xí nha. Cái túi á, ví dụ như mà em nói cái này á, mọi người có đúng á thì mọi người thông cảm, còn không đúng á thì mọi người trả túi lại, em trả tiền. Nhưng mà thật sự ra là cái túi Chanel đó là giá 250 cho chị một cái túi cái Chanel mà nó có hộp với em. Cái túi Chanel có hộp á, là cái đó là tới 232, lúc đầu là 280 sẽ xuống 250. Nhưng mà trong hộp thì em không biết, nhiều khi nó bị trầy xước một tí xíu, mọi người thông cảm giúp em chứ.
Bây giờ nó có trầy có tí xíu mà người gửi trả hàng lại thì tiền phí ship của em 2 triệu chứ em cho không mọi người cái túi luôn. Không có nào hả? Em cho không mọi người cái túi luôn chứ em bán chi cho nó cực vậy? Tại vì em đã sell cho mọi người là còn có 150.000 mà cái túi phun hụt không bao giờ có giá 150.000 hết. Em biết là mà em nhìn thấy tin nhắn đó nhưng mà như vậy em không có giải quyết được sao? Nói mất công hả? Em đang mệt trong người em khó chịu nữa chứ em không có nói. Theo thử luôn, ví dụ như mà cái túi đó mà em bán 250.000 hoặc là 350.000 á là chắc chắn em sẽ hoàn tiền cho mọi người. Tại vì nó trời nó không có đáng bao nhiêu hết luôn ấy, em. Cái trời đó là phải zoom vô mới nhìn thấy được luôn ấy. Em bắt bẻ như vậy là chị chịu ấy. Hàng đã sale lỗ rồi, bé thông cảm giùm chị đi. Chứ đổi như bây giờ chị nói thật luôn, bây giờ mà đổi á, đợi chung xíu nha, bây giờ mà đổi cho mọi người á, phí ship đi phí ship về tội nghiệp em không. Rồi cái túi về đó rồi không biết sao luôn. Nên mọi người ráng giùm em nha. Đợi xíu em bấm mấy cái này ra cho khách cái đã. Chết mẹ rồi. Mọi người vô chia sẻ nhá. Bom quá trời bom luôn á. Em sẽ khui cục này tặng cho mọi người với giá 5k 10k trong live này. Từ đợi xíu em reset lại cái phần mềm một tí xíu lại cho mọi người nhá. Tại vì em nói trước mọi người, ví dụ như mà cảm giác mọi người thông cảm được cho em á thì mọi người thông cảm, còn không thông cảm được thì trả lại cho em. Em dễ chịu lắm nhưng mà cái lúc bực bội em không có giải quyết đơn hàng đâu mọi người. Cái lúc bực bội em không có giải quyết đơn hàng đâu tại vì mệt lắm. Hôm nay đáng lẽ em không có like cho mọi người luôn. Ra phiếu cho ta xong mà nó không ra phiếu nhờ. Rồi vô chia sẻ giùm em về săn hàng 20-30k này. Lúc nào cũng vậy, cắm thì phải cắm cho hết chứ. Giờ đợi thêm 5 phút nữa. Đây là mọi người cảm giác mà mua hàng bên em mà nhiều cái. Em nói thật luôn, có những cái bộ đồ mà nó xứ có tí chỉ thôi. Mọi người cũng đổi hàng đi, đổi hàng về cho em. Mua hàng thì mua mấy chục nghìn, ví dụ như bộ đồ đó vài trăm nghìn đi, em sẽ hoàn tiền cho mọi người. Chứ khó khăn quá là em không có ấy được đâu. Biết là khách quen, nhưng mà nhiều khách quen người ta cũng dễ chịu lắm. Mọi người mua hàng xe thì ví dụ như mà nó có vấn đề gì nhỏ nhỏ xíu thì mọi người thông cảm giùm em tí xíu đi. Mày coi anh Tùng như thế nào, chị thì không có bấm được cái gì hết. Rồi vô giùm em nhá, cho em 3 lần vào hội nhóm nha. Cho em nè, ít nhất cho em là 3 lần vào hội nhóm. 1 lần lên, 5 lần vào hội nhóm chứ 1 lần lên trang cá nhân. Tại vì hôm nay em sale toàn vài 30 nghìn thôi à. Tại vì á, thứ nhất là xe cho mọi người giá rẻ. Xanh chưa? Xin địa chỉ đem. Rồi vô tương tác giùm em đi, sau 8 giờ lên rồi, 8 rưỡi lên rồi mà khách vô kém như vậy ta. Sao săn hàng mấy chục nghìn cho mấy chị được. Chốt rồi nha Nhi Trương ơi, chốt rồi. Chốt rồi em ơi. Mặc quần xịt không bị hành thích thật đấy. Thì ông bởi em nói rồi mà, cái quần chip nhà Dung mặc đã lắm. Bởi vậy Dung mới bán mấy nghìn set đó mấy chị không thấy hả? Rồi set này dùm em, bán tặng luôn 65.000, cái này là bán tặng mọi người luôn. Rồi comment giùm em nha, 65.000 set này là tới 140 rồi đó. Xong có ai vô để em tắt đi lên live mới nha. Vô gì đến 60 người vậy trời. Ngày gì mà su cà na từ lên xuống dưới vậy. Vô chia sẻ giùm em đi mấy chị ơi. Có mấy chục lượt chia sẻ. Thùy Linh Trần chị bấm cho em combo nịt bụng rồi á. Bấm cho em rồi đó nha. Bấm rồi. Vô chia sẻ tương tác đi mọi người ơi. Rồi ghi giùm em nha. Set giùm em 65.000. Còn chân váy rút màu đen còn nha chị. Đây cái set sơ mi này em bán tặng
em bán tặng cho mấy chị ở trên live luôn. 65.000 ghi cho em là set vàng giùm em nhá. Set vàng 65.000 ghi cho em là set vàng. Rồi vô giùm em, nhưng mà không có hàng mới đâu. Đưa chị kéo coi. Đây đa số là hàng bom, hàng xả không mà không có hàng mới đâu mọi người. Màu nu là cái gì? Cái gì màu nu chị ơi? Thế đang mặc đang xả 130. Rồi comment giúp em nhá. Trời ơi, 65.000 chân váy rút màu nu đâu còn đâu chị, hết sạch. Em không còn cái nào chân váy rút màu nu luôn á. Còn còn được mấy cái đen thôi là hết sạch luôn á. Rồi cái này ghi cho em là 35.000 luôn. Cái này mọi người thấy đợt bữa dùng sale rẻ lắm cho mấy chị luôn. Nhớ đợt bữa dùng sale rẻ lắm đó là 70.000 chưa? Rồi ghi giùm em nhá, 35.000 luôn, em xả cho nó sạch. Cái đống này em xả xong thì em xả trong kho đồ cho mọi người, quá rẻ luôn đó. Rồi 35.000 ghi cho em là áo nha mọi người nhá. Áo 35.000, chấm bài tương tác giùm em nha mọi người ơi. Rồi áo 35, nhớ mua đủ hai sản phẩm nha. Bữa nay em nhắc lại nè. Em bầu bì em không có live xuyên suốt giống như đợt trước, có nghĩa là 12 giờ. Ví dụ có những ngày em like xong là em sẽ chốt đơn luôn. Nói chung là tùy thuộc vào sức khỏe nha mọi người nha, chứ không phải là giống như hồi trước là em làm xuyên suốt, có nghĩa là like từ 11 giờ sáng tới 11 giờ trưa em không có làm được như vậy. Thì bây giờ những cái ngày nào mà quy định chốt đơn á, ví dụ một like xong chốt đơn là phải chốt đơn đi luôn nha mọi người nhá. Cái này là em thông báo trước bất công mọi người kêu bình thường thấy like vài ba ngày rồi mới chốt, hôm nay không có như vậy đấy nha mọi người. Đơn ngày nào tùy thuộc vào ngày đó sức khỏe em nó có like được ok không, ngày nào mà em quy định chốt đơn là phải chốt nha mọi người nhá. Chứ không có cái kiểu mà giống như đợt trước là phải like 2-3 ngày hoặc là 3-4 like rồi mới đi đơn đâu nha. Áo 35 Diên Nhi Huỳnh còn cái nào không em ơi? Nên là em đã nói trước rồi. Đợt trước á không sao, nhưng mà bây giờ em đang bầu bì nên em like phải tùy thuộc vào sức khỏe của em. Ngày nào em chốt đơn là em chốt nha mọi người nha. Rồi cái này ghi dùm em, quần tây có cái size L duy nhất thôi nhá. Có cái size L duy nhất. Sao mà mấy lạnh nó nóng dữ vậy trời. Rồi cái này ghi cho em là quần tây tặng luôn 95.000. Cái quần tây này là hàng hai nút lật nha mấy chị nhá. Nhưng mà cái này là size L nha mọi người nhá. Size L giùm em hả? Áo 35 cho Nhi Huỳnh rồi ai nữa ta? Áo 35 cho Thanh Nguyệt, nhớ chốt đủ hai sản phẩm nha, em không hủy đơn đó. Rồi cái này ghi giùm em nè. Quần tây 95.000 size L. Size L nhưng mà tầm 53 ký đổ xuống thôi nha mấy chị nhá. Tại quần tây là quần tây hàng mắc á, chứ không phải hàng mà quần tây bình thường chúng bán 130-140 đâu. Cái quần tây này là em hết hàng từ lâu rồi nè. Rồi ghi cho em là quần tây 95.000 giùm em nhá. Comment giúp em là quần tây. Em không thấy comment của ai hết, đừng có thấy được mấy cái comment qua comment lại à. Buổi tối ấy, mọi người mạng nó giật, với nó ẩn comment, dạo này nó ẩn comment Facebook kinh lắm. Mọi người thấy những cái Facebook người ta không có like được, like mấy nghìn người coi cũng không có bấm đơn ra được luôn là mọi người biết rồi. Nên là mọi người chú ý giùm em là ví dụ như mà mua hàng á, tương tác giùm em một tí xíu thì mới thấy được nha. Rồi cái này ghi giùm em là set sơ mi. Này có set bị bom duy nhất, ghi cho em là set sơ mi nha mọi người nha. Comment giúp em là set sơ mi. Cái này còn có set duy nhất em tặng với chị 100.000 luôn. Hôm trước, cái này là hàng mới nha mọi người nhá. Hôm trước vừa bán 140 xong á. Cái này có set duy nhất màu đen thôi. Cái này ghi giùm em nhá, 100.000. Comment giúp em là set sơ mi cao cấp 100.000. Ai lấy ghi giùm em là set sơ mi 100. Cái này hàng mắc lắm luôn đó mọi người. Hôm bữa vừa sale 140 xong á. Rồi cái này ghi giùm em nhá, set 100 cho Thu Thúy. Hết rồi mấy chị ơi, mỗi mẫu có cái thôi. Rồi quần này 50 luôn. Quần này là 150 rồi đó. Rồi còn comment giúp em nhá. Quần giúp em, quần chip mà còn có 3 set bị xe bị bom kìa. Đưa chị cái quần chip. Quần chip này em tặng mấy chị trên live, em không có về lại nữa cho nên em sẽ tặng luôn nha mọi người nha. Rồi comment giúp em nè. Quần 50.000 ghi cho em là quần 50. Quần chip mà ai đã mua một lần rồi là chắc chắn sẽ quay lại hỏi nữa, chắc chắn luôn. Dám cam kết ở trên live luôn. Em còn có chừng này luôn, em còn có 8 set à. Em bán tặng với chị ở trên live luôn. Bé Trang bom hàng. Mấy con bom hàng đi ra đi ta, đang nóng máu lắm. Đừng có để ra thấy xuất hiện trên live. Rồi cái này ghi giùm em nhá, chip này em bán tặng luôn. Cái này quần 50 cho Kim Phủ. Cái này á, mọi người chốt ở trên live giùm em sẽ bán tặng với chị 99.000 luôn. Cái này là bán tặng luôn nhá, tại còn có 8 set duy nhất em cầm trên tay thôi nha mọi người nhá. Nên là mọi người ai lấy cái quần chip này không phải như đợt trước đâu mọi người. Cái hàng này là hàng rất là xịt luôn, chứ không phải là quần chip hàng đợt trước đâu nhá. Cái hàng này là mắc gấp đôi hàng đợt trước luôn đó. Còn xe còn có 100 thì em còn có 8 set ở đây thôi. Bạn nào lấy thì chốt ở trên live luôn giùm em nhá. Chip 100.000 10 cái. Cái
thì ghi giùm em 100.000 10 cái nha mọi người nhá. Tính ra là cái có 10.000 thôi đó. Quá rẻ luôn. Đó, bạn nào lấy chip thì ghi giùm em là quần chip nhá. Em bán tặng cho mọi người á, chưa hết rồi còn có 8 set ở đây nữa à. Nhá, ai lấy thì ghi giùm em, chip giùm em, hết rồi đó mọi người. Không về lại nữa và còn có từng này vút cho đúng từng này người trên tay là hết luôn nha mọi người nha. Rồi chip, hai chip cho chị Thủy Nguyễn này. Nè, xịn không? Hai bịch là hai bịch tới 20 cái khác nhau nha mấy chị, chứ không có giống nhau nha. Nguyễn Thanh Nga một set. Má không? Set chip này, đã không? 100.000 bạc quá rẻ luôn. Thu Thúy một set. Quá rẻ luôn đó mọi người. Thành Lâm một set, Cẩm Nhung một set. Còn cái nào trong nữa không? Thì hết rồi sao? Em đang hôm trước em vẫn đóng xỉ cho khách 125 đó mọi người, tại vì quần chip này quần chip hàng mắc chứ không phải quần chip đợt trước đâu nha. Bao nhiêu ký cũng mặc vô được hết chị Kim Anh, chứ không phải là hàng rẻ đâu mấy chị, không phải hàng rẻ đâu, tại vì cái này ghi giùm em là một set nha mọi người nhá, chứ không phải là hàng rẻ, nhớ giùm em nhá, chứ không phải là hàng rẻ đâu mọi người. Ngọc Nữ một set, Kim Phủ có chưa ta? Nên ai mua thì chốt, chứ không có đâu, Kim Phủ có chưa? Kim Phủ một set. Bao nhiêu ký cũng mặc vô hết đó mấy chị, bao nhiêu ký cũng mặc vô hết. Ai thêm thì ghi giữ thêm nha, chứ em không có biết đâu đó. Ghi mỗi set chip để em bấm cho rồi em còn mười một set ở đây nữa là hết luôn nhá. Chip cho Phi Nhung. Nói chung á mọi người đừng có so sánh, tại vì cái này hôm nay em bán cho mọi người. Bình thường mọi người mua 130, 140, 160 đó là chuyện của mọi người, còn hôm nay em tặng cho mọi người mà. Hôm nay su cả na dày nghiệp luôn. Chị Thùy Nguyễn, ok chị nhá. Ok chị Kim Anh có rồi. Rồi em còn có 8-7 set thôi. Ai lấy thì ghi giùm em nhá. 10 cái chứ không phải là một set có 5 cái đâu mấy chị. Set này là tới 10 lận. Này mà hàng này không phải là hàng cái đợt 130 đâu. Hàng này là hàng cái đợt mà 195.000 một set á. Là cái hàng mắc ơi là mắc nha mọi người nhá, chứ không phải hàng đợt rẻ đâu. Nhưng mà nhìn cái gen quần chip nó khác hẳn luôn, và cái form quần chip nó cũng khác hẳn luôn. Đó, form quần chip nó khác hẳn những cái form quần chip đợt trước nha mọi người nha. Nên là mọi người chốt ở trên live dùm em thì mới được giá này. Chốt em combo nịt bụng chơi Dung. Cái này Dung bán tặng. Đợt trước là 195 giờ Dung bán tặng mọi người, không có so sánh giá nha. 100.000 một set 10 cái. Không về hàng nữa nha. Ủa Nguyễn Thanh Nga được mấy set rồi? Chị Phương Bùi lấy vài chục set, lấy vài chục cái mà mặc. Tại vì cái này em nói trước là em không có về nữa. Cái này là hàng cao cấp chứ không phải hàng đợt trước nha mọi người nhá. Lưu ý dùm em. Không phải cái đợt mà hàng mà em bán cho mấy chị 130, 140 đâu, không phải hàng đó, hàng này mắc hơn rất là nhiều lần luôn. Set chip cho Trang Kim. Nên mọi người ai lấy thì mọi người chốt ở trên live dùm em nhá. Ai lấy thêm thì chốt thêm, chứ không có chỗ nào bán rẻ cho mấy chị này. Mọi người thấy form quần chip khác hẳn không? Form với lại là cái chất quần chip là khác hẳn luôn á, chứ không phải là hàng đợt trước đâu nha mấy chị nhá. Đó, trên bạn nào lấy ở trên live thì mọi người chốt ở trên live. Cái này chúng mua nó nhiều, chúng bán tặng mọi người có 100.000 bạc à. Còn túi với nón thì ô, thêm chỉ một set nữa là 3 set. Ok chị này. Trâm Huyền lên địa chỉ nhá. Trâm Huyền lên địa chỉ nè, 10 set màu rất là đẹp luôn. Mọi người thấy cái màu set chip không? Em mở đại nhá. Chỉ 2 set cho chị Phương Bùi. Thêm một set chip cho Hạnh Lâm. Combo địt bụng cho Dung Võ. À cái combo địt bụng này Dung nói trước cho mọi người nhá. Dung không có nhận đâu trong inbox nha mọi người nha. Set chip là có đủ màu bây giờ em. Một set nó không có giống nhau nha. Một set cho Nina Quỳnh nó không có giống nhau mấy chị. 10 set 10 kiểu khác nhau. Nó là trời ơi nè, em bóc một set bất kỳ mấy chị coi, set nào cũng rất là đẹp luôn nè, thấy không? Nó có hai cái đen ren nhưng mà hai ren khác nhau, có hai cái màu đen nhưng mà ren khác nhau nè. Thấy phong quần chip đã không nè, nó đâu có giống nhau đâu. 1.000 set là 1.000 set khác nhau mấy chị, nó không có giống nhau nha. Đó, bạn nào lấy thì mọi người chốt, chứ đâu phải là set nào cũng giống như set em cầm đâu. Ok chị Trâm Huyền, Trà Thanh một set. Không phải nhận hàng về là y chang như set em đang cầm. Bây giờ em bóc cho mọi người 10 set ở đây thì nó là 10 set khác nhau này. Nhưng mà ren rất là xịn, nó chỉ khác nhau cái màu thôi. Hiểu ý em không? Trần Yumi một set. Cho nên em nói mọi người, ví dụ mọi người lấy 20 set là 20 set khác nhau á, 20 cái khác nhau. Tại vì ren đó mọi người. Này, trời ơi má ơi, những cái set này đã không? Set nào cầm lên mặc nó không có thấy hàn, cho mọi người mặc nó đã, hiểu không? Mặc rất là đã, thấy khách em khen không? Rồi em bán ship mà em nổi tiếng luôn đó mọi người. Em bán chắc phải là 10.000
10.000 set, 10.000 set là 1 vạn cái đó. Chủ đi có rồi, ai lấy thêm thì chốt, em còn có từng này nữa là hết rồi. Ai lấy thêm set tiếp thì chốt nha, em còn có từng em cầm trên tay nữa là hết. Cái này là không có về lại, để cho mình sẽ đang cầm mấy màu đó nha bạn. Không có lửa chị ơi, có 100.000 bạc đi lửa em không có bán nhá. Một set đi dung toàn, lấy đài đi chứ không có lửa đâu, mấy chị cho lên đây chị em ơi. Lên đây chị xuống cho. Set tiếp cho Truyền Nguyễn, không có lửa mấy chị. Hút đài cho mấy chị là cái nào chứ em cũng đâu có lửa đâu. Bây giờ khách người ta mua một set, người ta quay lại người ta mua thêm 10 set nữa, mấy chị cũng thấy là thấy khách đầu like không? Mặc đã lắm, ai nhận xét chip mặc cũng mê hết đó, không có lửa đâu mấy chị. Lửa nè, cái combo định bụng này em cũng nói trước ở trên live luôn, là em sẽ ngưng cho tới khi nào em đẻ xong để mới bán lại. Cho nên là hiện tại ở đây, đợt bữa trước á, lấy thêm một set nữa cho Cẩm Nhung. Bữa trước á mọi người, là mọi người đã thấy trước giờ Dung không có bán cho mấy chị giá dưới 300.000 một cái set này, chỉ có đợt dịch duy nhất. Chip ren mặc phê ghê. Cho nên mọi người lưu ý giùm em luôn. À gì ta, bé Quách Tuyền ơi, comment lên cho Dung là combo định bụng đi. Cho nên đó mọi người, cái này mọi người lưu ý giùm em nhá, đâu chỉ riêng em, nên cho em số điện thoại địa chỉ đi chị. Cho nên là mấy chị nhớ giùm em, cái combo định bụng này em chỉ tri ân đúng duy nhất cho mấy chị chốt ở trên live. Và em sẽ ngưng hàng cho tới chắc phải 1 năm đó mọi người. Tại em có bầu bì cho nên em không có test cho mấy chị được. Nên em sẽ ngưng hàng, và hiện tại thì bên Thái người ta không cung cấp cái này cho em nữa. Tại vì không có cái đường nào để đưa hàng này về hết. Tại vì đang dịch rất là nặng luôn. Cho nên mọi người nhớ giùm em nhá. Chốt ở trên line, set tip cho Nina. Set là mặc còn một màu nữa. Nên là mọi người chốt cái combo đi bụng ngày hôm nay em bán tặng cho mọi người. 199.000. 199.000 combo vừa đi bụng và vừa tan mở. Cái này nếu mọi người xài á, lấy cho em một túi đi o cho Thảo Vân. Đưa cho chị cái túi đi o hỏi Thảo phải cái nào. Chị còn nón lấy combo định bụng cho Quách Tuyền đây nha mọi người nhá. Cái này chỉ còn nón tròn thôi, hết két đúng không em? Cái này chỉ còn nón tròn thôi. Vân, Thảo Vân mà lấy thì dành một chị vừa xét rồi để vừa xong mua hàng lấy mình coi nha, đợi em xíu. Cho nên là mọi người chốt combo định bụng này, em nói thật mọi người lướt lại cái bài viết lúc trưa Dung đăng đi, 50 đơn hàng trong đó luôn á, Dung không nhận đơn nào luôn. Tại vì cái đó Dung không Dung ok cho mọi người, Dung không có nhận, Dung chỉ nhận ở trên live thôi. Nên là bạn nào chốt thì mọi người chốt ở trên đây giùm em. Chốt trong inbox là em không có nhận đơn nha mọi người nhá. Đây, một cái nịt bụng này em xài là được 3 năm trời rồi đó. Cái nịt bụng này mọi người nhìn thấy không? Túi này là Dung đang xả 200.000 cho chị mượn cái nón nha em ơi. Còn cái nón 150.000. Cái túi này là 350 và xả còn có 200 mà. Đây, nó này là nón tuồn ao nha mọi người nhá. Nó này là cái nón tuồn ao đây nha mọi người. Cái nón này là chỉ mọi người mua ở ngoài chắc chắn mọi người không mua được dưới 400.000 luôn á. Tại nón này nó rất là mắc. Nón này là đi chung với túi này rất là cưng luôn. Tính ra nguyên cả cái set này nịt bụng không á thì là giá triên nha mọi người 150. Đây nha mọi người nhá. Em bạn nào lấy đâu chỉ riêng em là set chip em ơi. Ai lấy thì ghi giùm em nhá. Comment giúp em là túi đi o hoặc là nón, tùy mọi người muốn lấy cái gì thì mọi người comment cái đó. Tại vì em bán rồi chứ không phải là em bán nguyên set. Ý là em kêu mọi người là phối cái đó nguyên set rất là đẹp chứ không phải là ấy nha, chứ không phải là em bán nguyên đi phải nguyên set thôi cho mấy chị. Tại vì em bán cho như vậy về mấy chị có cần phối rồi. Quần này tặng luôn với giá 69.000, có cái duy nhất à, ghi cho em là quần 69k nha mọi người nhá. Ai lấy quần thì ghi giùm em mặc quần. Set em mặc còn có một cái áo trắng quần xanh nữa, cho chị một cái set em mặc áo trắng quần xanh đi. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nhá. Comment giúp em mã này. Mã này ghi cho em là 69.000, có cái duy nhất à. Set em mặc còn có set. Cái set em mặc đẹp lắm mà em hết hàng rồi. Set này là hàng tao bao rồi, nó mặc ngồi xịn xò cực kỳ luôn. Rồi ghi giùm em là set Gucci màu xanh, à màu trắng. Set màu trắng giùm em nhá. Quần nguyên cả combo nịt bụng có 200.000 thôi. Quần cho chị Nhân nè. Set em đang mặc, em đang cầm màu trắng đi cho em là set Gucci trắng đi. Hồng với trắng xả còn có 230, 201 mà sale còn 130. Ai lấy thì ghi giùm em là Gucci trắng với Gucci hồng. Bạn nào lấy thì chốt, tại em hết rồi, em xả 130 luôn. Nó nhanh còn lẻ, bạn nào lấy thì chốt nhá, hết sạch hàng. Dây kéo một bên hông và đằng trong là có quần nha mọi người nhá. Đằng trong có quần. Combo Dior. Cái này mọi người đừng có chốt combo, mọi người cứ chốt túi đi. Túi là 200, sale còn 200. Nón là 150. Gucci trắng.
giùm em chứ em. Cái này là bán tặng cho mọi người luôn rồi, 69k giùm em. Này có set duy nhất à. Comment giúp em là sang 69k. Sang 69.000 giùm em nha mọi người nhá. Comment giúp em là sang. Rồi quần tắc ta còn có một cái này tặng luôn. 50. Này bán cho mọi người luôn. Rồi một cái màu nude với màu chốt hàng đến số điện thoại địa chỉ. 50.000 tặng luôn nhá. Cái này đang xả bom cho mọi người á. 50.000 là màu nude với màu đen, 50. Cái này là hàng Quảng Châu loại 1 nha mọi người nhá. Cái quần này này. Rồi ghi cho em nhá, 50.000 hai màu. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Comment giúp em là 50k. Đây. Cái này mọi người biết với cái gì cũng đẹp hết. Hello Thuận. Còn set vịt hồng xanh không Dung? Còn nu cho Nhi hình set vịt xanh hồng là cái gì ta? Hết rồi. Gucci hồng cho Mỹ Uyên. Gucci hồng nó đang mặc á. Rồi cái này ghi giùm em nhá. Quần đen với quần nu. Rồi má ơi, quần này là gọi là cái quần thuần thánh đó mọi người. Màu giúp em nha. Chốt hàng lên số điện thoại địa chỉ đi mấy chị ơi. Đấy, chị nhắn mà chắc chị nghĩ Thuận không có làm được, chị không có nhắn riêng. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nhá, màu giúp em. Comment giúp em là màu nha mọi người nhá. Comment giúp em là màu. Đen cho Hiền đổ với chị chốt hàng mấy chục nghìn thì đáng chốt thêm một sản phẩm cho em đi đơn nhá. Rồi áo này còn có cái luôn. Áo này là hàng mắc nha mọi người nhá, có 180 rồi đó. Rồi sale 79.000. Ghi cho em là áo đen 79k. Có cái duy nhất là nhúng một bên này. Ghi cho em là áo đen 79k giùm em. Comment giúp em là áo đen 79.000. Này là hàng siêu mắc luôn. Này, nhún một bên nhá. Cái này là vải len đó mọi người, chứ không phải là vải thun đâu nhá. Rồi ghi cho em là quần. Quần à lộn, áo giùm em. Ghi cho em là áo. Áo 79 cho chị Hạnh Lâm. Áo đen cho Thảo. Ủa, áo đen hình như là hết rồi mà đúng không? Em bỏ cho Thảo một cái set chip này. Set 3 rồi. Để set này mặc thì để cho Thảo set này nhá. Tại set này chỉ để mặc á. Quần đen 50 cho bỏ vô cho Thảo. Áo đen nó còn không? Áo đen em hết rồi mấy chị ơi. Hôm nay sẽ cái chân váy rút cho em còn có một cái thôi. Những cái áo đen này nó còn cái nào quá rồi người chốt. Áo đen em chết rồi. Rồi cái này ghi cho em là chân váy nha. Chân váy giùm em, ghi cho em là chân váy. Có cái duy nhất thôi. Có một cái không mấy chị. Rồi ghi giùm em là chân váy. Mười xe bao nhiêu ta, 85 hả? Má ơi, cái chân váy đèn xe còn có 85.000 thôi đó. Ghi cho em là chân váy nha. Chân váy chốt hàng lên số điện thoại địa chỉ thì chị Dung mới ra đơn được em ơi. Không có số điện thoại địa chỉ, một dòng chị cũng ra đơn được. Rồi cái này ghi cho em là chân váy rút 85.000. Có cả cho mấy chị ơi. Em hết rồi, không còn cái nào luôn á. Còn có cái đó thôi đó. Chân váy 85 cho Dương Thảo. Thì Đan Linh Ly. Ly này. Rồi quần giùm em. Rồi quần 5 nút luôn. 5 nút xe 100.000 luôn. Còn L nhá. 5 nút L lưng siêu cao giùm em. 5 nút L lưng siêu cao nha mọi người nhá. Ai lấy 5 nút thì ghi giùm em là 5 nút. 5 nút L lưng siêu cao. Cái này hàng mắc nha mọi người nhá. Đây. Cái này là tới bao nhiêu ta? Tới 201 lận á. Mà xe còn có 100 luôn. Quần em là quần màu đen. Ủa thì quần màu đen hết rồi. Còn quần nu thôi, có lấy quần nu thì chốt nha. Quần 5 nút L cho Dương Thảo. Có 3 cái à. Có 3 cái L à. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nhá. 5 nút L á mọi người. Quỳnh em hết quần đó rồi, có lấy màu nu thì lấy. Hết sạch rồi. Comment chậm quá. Chốt hàng những cái ghim hổ dung cái cho nó chốt cho nó lẹ. L này nhưng mà tầm khoảng chừng 56 kg đổ xuống thôi. Tại quần jean nhà Dung là hàng này là hàng của Hot Girl luôn nha mọi người nha. Nên là nó không phải là dạng bự size đâu. L nhưng mà nó rất là nhỏ size luôn nha mọi người nhá. Không phải là hàng bự size đâu nha. Nên em sợ mọi người tưởng hàng bự size. Chị ơi em đang like đồ, em cố bán nước hoa chị. Like đồ là like đồ thôi chứ không có xen kẽ nước hoa mấy chị ơi. Hay là ngày xả đồ cho nó dọn kho. Rồi áo jean cao cấp có một cái duy nhất à. Rồi áo jean giùm em nhá. Cái này được trước rồi cho 185. Xe cho mấy chị 125 luôn. Có một cái mọi người ơi. Ghi cho em là áo jean 125.000. Em đố mấy chị đi kiếm được áo này dưới 125.000 hàng xưởng luôn. Đố mấy chị kiếm được hàng xưởng chứ đừng nói là hàng tao bao nha mọi người nhá. Rồi ghi giùm em nha, áo jean nha mọi người. Comment giúp em áo jean 125. Cái này á mọi người có thể mặc thay cho áo khoác cũng rất là đẹp luôn. Hoặc là mọi người
giúp em quần. Áo jean cho Thảo. Áo jean nó mắc lắm đó mọi người. Em có một áo jean ngắn thôi, đợi tí nữa em kiếm nha. Đây, quần này còn có cái này. Quần này gọi là quần xốp á, 160 lận. Khả Ái lên địa chỉ. Không phải, không phải. Tào lao. Thấy đúng mẫu á. Ừ, có sọc sọc á. Rồi, quần này Dung bán tặng cho mọi người luôn. Quần nhá mọi người. Quần này Dung còn có cái. Áo đi cho ngang ngang. Kiếm 100 đi em ơi, áo jean đó hôm bữa chị lấy tới 50 cái lần đó. Coi chóng đi mất công rồi, nó lại lòi ra nữa. Áo jean bữa giờ ở nhiều mà, mày bán ra được 10 mấy cái chứ nhiêu. Kiếm 100 coi đi. Đây thì quá trời người chốt luôn nè. Mai nó lại lòi ra nữa. Rồi cái này ghi dùm em nhá, quần sale 75.000. Đợi xíu đi mọi người, để kiếm cho khó có còn. Em nhớ là còn cái quần áo gì nữa tới 50 cái rồi. Rồi cái này ghi dùm em nha. Ghi dùm em. Quần dùm em. Cái má ơi, bán có 75.000 mà trong khi quần là 160 rồi đó. Rồi quần 75.000 giúp em nha. Ghi cho em là quần. Chỉ có áo riêng nha chị Thủy ơi. Ghi cho em là quần xốp. Quần xốp cho Quỳnh em. Cái đó là hàng mắc, hàng tới không? 165 gì rồi đó. Đợi xíu cho mấy chị đang kiếm áo riêng đó. Có thể đưa ra em like. Tại áo riêng nó mắc. Còn mà đúng không? Đây đây đưa chị một cái. Đó. Quần xốp cho chị Linh Linh, Nguyễn Tú Trinh. Nguyễn Thu Thu Trinh chứ nói lộn. Chị Ngân là áo riêng nè. Áo riêng cho Thi. Nè. Áo nhà em là hàng loại một cam kết luôn. Mọi người có thể đi so sánh chất nha. Tại vì trong tất cả những lần mà về áo riêng, Dung đều lấy một cái để dành mặc. Mọi người hay hỏi Dung là Dung mua áo jean ở đâu, chứ thực ra là Dung bán á. Mà áo jean này là toàn là rẻ lắm là 180 đó mọi người, 185 đó. Quần xốp cho Yến Thư. Đây nha mọi người nhá. Nó đó. Áo jean này hàng rất rất là mắc luôn. Em còn 2-3 cái là hết luôn á. Hết kho rồi mọi người ơi. Chân váy vừa nha chị Ly ơi. Đây nè, mọi người thấy áo jean không? Cho mọi người coi cận cảnh ở trên live. Mất công mọi người là kêu Dung bán hàng xưởng. Không có đâu nha mấy chị nha. Hàng này hàng rất là mắc luôn. Rồi ghi dùm em nha, em còn 3 cái áo jean á. 125.000. Cái này là sale cho mọi người luôn. Cái này mọi người mặc đẹp là ví dụ như mọi người mặc với lại là cái đầm 2 dây. Hoặc là mọi người mặc áo 2 dây với quần quần ngắn, xong mọi người khoác cái áo jean lên cũng rất là đẹp luôn. Cực kỳ xịn luôn á. Xếp ngủ cái dài Dung hết. Không còn một cái nào luôn. Xếp ngủ Dung hết rồi. Xếp ngủ không còn luôn đó mọi người. Rồi ai lấy áo jean nữa thì chốt dùm em là áo jean nha. Rồi cái này ghi cho em là áo trắng. Cái này đợt mấy chị mua là sale. Đợt xem sale đã là 125 rồi. Giờ sale mọi người 100.000. Còn có cái duy nhất rồi. 100.000 ghi cho em là áo len nha mọi người. Len táo bao á. Ghi cho em là len nhá. Comment giúp em là len trắng nha mọi người. Len trắng giùm em. Cái này thì khỏi phải mặc đi ha. Form này thì mọi người biết rồi. Em bán rất là nhiều màu luôn đó mà hết sạch. Rồi ghi cho em là len trắng giùm em. Len trắng giùm em nha mọi người nhá. Áo len cho Thảo, Yến là áo jean. Hết rồi mấy chị ơi, áo len không còn. Còn cái màu nào không em? Rồi má ơi nè, chuẩn hàng xịn luôn. Rồi ghi dùm em. Đó. Tại sao từ Dung bán hàng xưởng mà Dung bán qua hàng Quảng Châu là mọi người biết rồi. Tại hàng Quảng Châu nó rất là xịn luôn nè. Thế xịn không? Cầm cái vải lên là mướt luôn. Rồi 85.000 ghi cho em là áo nâu nhá. Nâu 85. Ghi cho em là nâu 85. Cái này có một cái duy nhất. Dung cũng có một cái này màu đen với lại là màu nâu luôn. Mà hết rồi. Mọi người nhìn thấy cái ống tay của nó không? Ống tay là nó dài mút ra tới đằng phủ tay luôn đó mọi người. Mọi người mặc áo lên đến đây là cái ống tay nó còn phủ như thế này luôn. Rất là đẹp luôn. Rồi áo nâu. Áo riêng cho chị Kim Anh. À, Kim Anh. Áo nâu nó còn cái nào không ta? Áo nâu đó hình như còn nó phần khúc áo đó. Áo nâu cho chị Linh Linh. Áo nâu đó còn hay sao? Trời ơi. Cái áo này em khỏi mặc đi nha mọi người nhá. Đây. Đây, cái áo nó lên cái cổ như thế này nha mọi người. Hình dung ra được cho em không? Đó, nó sẽ như thế này và nó bẹt vai rồi. 85.000 luôn, ghi cho em là áo đen. Ghi cho em là áo đen 85. Trời ơi, em thề với mọi người. Cái quần này mà ai nhận rồi là review dùm em một cái đi mọi người. Đây, cái quần này rất rất là xịn luôn. Cái quần này xịn lắm luôn đó mọi người. Quần này là auto của xịn luôn.
còn đó, kiếm đi, ở trong mất còn đó. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nè, mọi người nhìn thấy không? Đỉnh chưa? Nhưng mà quần này em còn size lớn không à? Còn để em vâng còn được mấy cái nhá. Quần này em xả luôn nha mấy chị. Còn mấy cái này em xả luôn. Quần này đợt trước là 165.000 á. Thế nhưng mà còn size gì cái đã nha. Em còn S luôn này mấy bà, còn S luôn. Còn là 1S 1M duy nhất, còn lại là L không à. Đây quần này em sẽ tặng luôn, quần đó vải đẹp lắm. Quần này là khỏi phải chê đi mấy chị. Riêng cái quần này Dung dám cam kết cho mọi người luôn. Hàng này là hàng loại 1 luôn rồi. Quần này tặng cho mọi người trên like luôn 89.000. Quần này là tới 165 lần. Rồi 89.000, ai lấy M thì chốt M, M với L, M với S có một cái thôi. M với S hầu như là còn L thôi. Còn đó còn đen XL, đen thì như là em không còn cái nào luôn sao ấy. Còn là trắng thì còn, còn XL. 1S, 1M, size 28 là size L đó chị. Size 28 cho chị ấy nè. Đấy quần này không còn, còn thì em sẽ bán cho mấy chị á hờ. Không thể bán giá này được. Không thể bán cho mấy chị giá này được. Ai lấy thì ghi giùm em nhá. Ở đây này em ơi, đưa lụt. Cái này có size XL nữa nha mấy bà. Đưa chị lại cái XL đi, XL. Trắng size S cho Thảo Linh. Rồi xe còn có 90.000 thôi đó mấy bà. Xe là xe cho hết luôn. Như là hết S rồi nha mọi người nhá. Như là hết S rồi đấy. Có mấy cái là xanh còn L này. Xanh còn L không hay sao. Trắng XL là cho gấu. Hết S rồi em ơi. Hết S rồi. Một trắng XL chị Nhân. Hết S rồi mấy chị ơi. Cái này là mọi người mặc M là mặc được S. Nếu không phải em mặc M á, không phải em có mặc M xanh còn nhá. Chị Cẩm Nhu có quần Tuyết Mai lên xuống phải địa chỉ màu xanh để em còn ML thôi. Không có cái S nào hết, còn ML thôi. Ba cái M với một cái L à. Ai có một cái S xanh, có một cái S rồi mấy chị. Ai lấy thì ghi giùm em nhá. Xanh còn một cái size S, còn lại M. M là nhiều, còn cái L với cái S thôi đây. Này mọi người nhìn cái form quần đẹp không? Cái này mọi người mặc với sơ mi cũng đẹp, hay là mọi người mặc với áo dây cũng đẹp. Xịn xịn xuất sắc luôn. Cái này là hàng có 90.000 thôi đó. Rẻ hơn cả những cái quần mà mấy chị mua hàng xưởng luôn. Nhưng mà hàng này hàng xịn ơi là xịn nhá. Rồi xanh em còn S. Ai lấy xanh đi dùm em, xanh cho Thị Ngân xanh S này rồi hết luôn. Ở đây. Cái này đang mở là size gì quên bán. Ok Thị Ngân nhá. À vậy xanh còn một cái S á. Xanh S cho Thảo Linh rồi hết. Rồi còn xanh M thôi. Hết rồi, cái này hình như đâu còn đen cái nào đâu đúng không em? Rồi ai lấy hết S nha, còn ML là nhiều thôi. Trắng với lại là xanh, mọi người ai lấy ML thì chốt giùm em là ML. ML nha, hết S rồi, tại Dung xả còn có 90.000 nên Dung xả tặng cho mọi người giá đó luôn á. Chứ không có giá đó đâu mấy chị ơi, 90.000 không mua được cái quần đó đâu. Em lấy xỉ, đã lấy 1-3 mấy, 1-4 mấy rồi. Rồi set 70. Tuyết Mai là màu trắng size S. Sao người ta? À Tuyết Mai đâu vậy trời? Tuyết Mai là quần trắng size M chứ nói lộn. Rồi cái này ghi cho em là set 70.000 luôn. Cái này là bán cho mấy chị này. Nguyên cả một cái set sơ mi cao cấp như thế này mà có 70.000 thôi. Nhìn cái form này. Rồi ghi cho em là set vàng 70. Ghi cho em là set vàng 70 đưa chị.